đánh nghe học thêm bài nữa. Kinh gò mới quâm quâm mi cá, quâm mi cá là cái gò mối, quâm mi cá, quâm mi cá là cái gò mối. D A M M D A M M I K A quâm mi cá. Kinh 20 mấy, 23 hả? 3 152 mình học 23 là được cũng phần 6 hả? Phần 6. Phần 6 rồi. Tức là 6 bài học được bài rồi đó. Ừ. Duyên sự duyên khởi Phật ngự tại kỳ viên. Và thuyết giảng kinh này cho ngài Ca Diếp đồng tử. Và thuyết giảng kinh này cho ngài Ca Diếp đồng tử. Cho ngài Ca Diếp đồng tử. Mở một đơn Kumara Kassapa. Vị này là vừa học tôi có cho học rồi còn nhớ không? Để nhắc về cái gì? Của nó là ngày tắp và mal lập thế ngày mai hai cách cho nó là đệ nhất về lượng nghĩa, tức là nếu Phật nói ngắn thì ngài nói rộng ra. Cú ma rắc ngày mai hai cách chúng ta thì giỏi về vô ngài trí, ngày pun nó mang ta nên ta là những pháp sư. Còn vị này là cú ma rắc spa đệ nhất về ví dụ. Ví dụ tức là những cái gì mà khó khăn cách mấy mà ngài nói một hồi đó thì còn phải hiểu thôi chứ mà cách gì mà không hiểu, mà không hiểu đó thì còn nước đem làm biết tích thôi, những cách gì mà... Ê con gì ta làm biết tích ta. Ừ, lâu quá không ấm. Để trả lời. Một loạt những câu hỏi. Ê, quá. Để giải thích. Để giải thích một loạt những câu nói ẩn dụ. Để giải thích một loạt những câu nói ẩn dụ. Để giải thích một loạt những câu nói ẩn dụ. Mà một vị thiên nhân. Mà một vị thiên nhân. Đã gợi ý. Nhằm giúp đỡ ngài Ca Diếp đồng tử. Đã gợi ý nhằm giúp đỡ ngài Ca Diếp đồng tử. Rồi bây giờ các vị nghe nói. Ngài Ca Diếp đồng tử là một trong bảy cái vị tỳ kheo mà cuối thời giáo pháp Phật Ca Diếp á, dắt nhau lên núi tu rồi bỏ cái thang đó, tức là quyết lòng tu, cho nên lên núi rồi nó là đạp cái thang xuống là vĩnh viễn bảy anh em ở trên đó không có xuống nữa. Thì một vị trong đó đắc A-la-hán Niết bàn, một vị đắc A-na-hàm thì cho nên về phạm thiên định cư, còn lại năm vị đó thì để tiếp tục luân hồi, tiếp tục là phạm nhân và chết trên cái mỏm đá đó. Rồi sau đó đến đời của Thích Ca thì một vị là ông Pa-hi-da-ru-chi-ri-giác, ông mà mặc áo vỏ cây, một vị là sát giá du sĩ đi lang thang đầu này được làng cứu trợ đấy, cuối cùng cũng đắc A-la-hán. Một vị là ông Pukusati, ông ngủ trọ một phòng trọ với Đức Phật ở trong cái nhà kho chứa cỏ đó của ông nhà thợ gốm đó. Sakya, ông Pukusa, ông Da Pa Ya Daru chưa vậy. Rồi ngài Kumara Kassapa, tức là cái vị này nè, cái vị mà bữa hôm tôi nói rồi, bà mẹ bà đi tu rồi bà mang thai bà không hay, thì tới lúc mà bà sanh con thì giáo hội nó nghi ngờ là bà này nọ, thì chuyện vui mới nuôi,
tôi đến là ngày đi tu gì thì cái người bạn trước rồi đó tu ở trong 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 trong, trong núi rồi đó nhé, tu hồi nãy tôi nói là tu đời Phật Ca Diếp đó, biết bạn mình bây giờ đó là đang là bị tỳ kheo, mà cũng điều muốn giúp cho bạn mình hiểu được, muốn gợi ý cho người bạn mình tu tập tốt hơn, cho nên mới hiện xuống mới nói một câu kệ mà ngài nghe ngẫm mới hiểu. Và ông biết chắc rằng ngài nghe cái câu này làm sao hiểu được, vì cái câu đó là vị này học từ Đức Phật quá khứ, thì chỉ có Đức Phật với Đức Phật mới hiểu cái câu đó thôi. Thì ông tính là đem cái câu xuống hỏi vị này sẽ thế nào, ông đem hỏi Đức Phật, và Đức Phật giải thích xong là vị này sẽ được nhiều cái lợi ích, hiểu anh ấy hả? Cho nên vị này mới hiểu xuống mới nói thì ông nghe mờ mờ màng màng cháu hiểu nổi, và do Đức Phật tự Phật giải thích xong ngày ngày đã qua nhẹ xuống dục. Vị thiên nhân, nội dung vị thiên nhân cho ngài Ca Diếp đồng tử. Câu chuyện ngắn cơ hồ vô nghĩa, mà nội dung thật ra chỉ là mẫu đối thoại giữa hai người nào đó. Và mẫu đối thoại này, và trong mẫu đối thoại này dùng toàn những hình ảnh ẩn dụ, dùng toàn những hình ảnh ẩn dụ. Bây giờ các vị về nghe lại băng, cho nên cái này tôi nó dài lắm, cho nên tôi không cho các vị chép hết, cho nên tôi sẽ đọc được các vị chỉ nghe 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 tôi sẽ, thay vì tôi đọc cho các vị chép nhưng nó dài lắm, cho các vị về đó muốn thì đọc thẳng vào chánh kinh, còn không thì nghe lại cái đoạn là bây giờ trong cái đoạn tôi sẽ đọc nguyên văn chánh kinh. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sawatthi tại Chetavana, vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Lúc bây giờ tôn giả của Marakaspa Ca Diếp đồng tử trú tại Anathapindika. Anathapindika tức là cái rừng của người mù, nhớ bữa tôi kể không, tức là cái đám ăn cướp à ha. Tôi thích như vậy tức là vì sao, là không có gì mà không biết hết, tên người tên đất cái giống gì mình cũng biết hết á. Rồi một vị thiên đêm mưa gần tàn, tức là lúc gần sáng, với hào quang rực rỡ chiếu sáng khắp cái khu rừng anh ta phải rừng mù đó, đến chỗ của tôn giả Kumarakaspa. Sau khi đến đứng một bên rồi nói với tôn giả Kumarakaspa, tỷ kheo, ông kêu nói như vậy, và bắt đầu ông nói một loạt những lời ẩn ngữ. Tỷ kheo, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Nói vậy tự nhiên nói vậy hả? Một người bà la môn nói như sau: này kẻ trí, hãy cầm gươm và đào lên. Người có trí cầm gươm đào lên và thấy một then cửa. Thưa tôn giả, một then cửa. Thì vị bà la môn nói: hãy lấy then cửa lên và đào xuống thêm một chút nữa. Cái người có trí cầm gươm đào lên và thấy một con nhái, và nói là với vị bà la môn: tôi đã thấy một con nhái. Vị bà la môn nói: hãy đem con nhái lên và cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm lên và thấy con đường hai ngã, và nói, và cũng cho vị Bà La Môn biết rằng mình vừa tìm thấy con đường hai ngã. Vị Bà La Môn nói: hãy đem con đường hai ngã lên, con đường mà đem lên thấy ngộ rồi. Cầm gươm đào tiếp tục. Người có trí cầm gươm đào lên mà thấy đồ lọc sữa, đồ mình lọc sữa đó. Để các vị biết rằng ở đây các vị không quen rồi đó. Đồ lọc sữa, chữ Phạn gọi là chân cái qua đó, mà chú giải là kha đó, cái này phải kha mà khi inside. Khi ra Paris sao nè,
tuổi Long Thành ở Việt Nam. Còn vì mình thấy mình cái sữa mình người ta bắt các vị không có dám uống rồi. Rồi dắt sữa bò đó họ vú vú họ để nguyên cái xô họ tuột tuột tôi không biết bên Mỹ họ bắt máy sao tôi không biết, mà cái này là tôi thấy họ bắt bằng tay họ để cái xô dơ hại cái xô dơ lắm họ không có rửa họ cứ kê gì sáng họ vú vú cái này tôi đứng tôi mua đồ họ làm trước mặt tôi mà vú vú xong cái mà trong nó có miếng một cái mình nói một cái lượng mà thật ra nó là miếng bể the nó phủ ngang cái xô thôi. Các vị biết sao khi mà nó vuốt xong rồi nó mới đổ cái xô đổ nguyên cái xô sữa đó vô trong một cái miếng vải the để nó lọc biết cái gì đúng không, lông với ve bò mấy con ve bự bự gì nè với lông bò, tức là mình nhìn một khoảng chừng nếu mà được 3 lít sữa mà chắc phải cầu cái chén lông vừa lông mà vừa cái con ve rồi vừa lung tung cái gì đó thì tôi không biết. Chơi ghê lắm. Cho nên mình phải biết cái đồ lọc sữa là như vậy. Thưa tôn giả, tôi đã đào thấy một cái miếng một miếng vải lọc sữa. Thì người có trí nói hãy lấy đồ lọc sữa lên và cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên thấy một con rùa và cho biết mình thấy một con rùa. Thì Bà La Môn nói hãy lấy con rùa lên và tiếp tục đào thêm. Nãy giờ tôi đọc cho các vị nghe là nó một mẫu đối thoại thế này. Là tự nhiên cái vị Phạm Thiên nó xuống mới nói với cái ngài Kumara Kassapa về một mẫu đối thoại, nói rằng một ngày kia có một ông Bà La Môn ông đến ông nói chuyện với một bậc hiền giả. Đây ngày bên trong giai đoạn người có trí mà tôi dịch là một vị hiền giả. Ông nói rằng ngài nói rằng có một cuộc đối thoại là ngày kia có một vị Bà La Môn đến nói chuyện với một vị hiền giả là hãy cầm gươm đào rồi thấy cái gì thì cho tôi biết, thấy cái gì thì cho tôi biết. Và ông kia có đào, lúc lần đầu tiên thì ông đào lên thấy con nhai cái then cửa, thứ hai lần thứ hai ông đào thấy con nhái, lần thứ ba thì ông thấy một con đường hai ngã, lần thứ tư ông đào lên thì ông thấy là một đồ lọc sữa, lần thứ năm ông đào lên thì ông thấy một con rùa, lần thứ sáu đó ông cầm ổng là đào ông thấy là một con dao phai, lần thứ bảy ông đào ông thấy một miếng thịt, rồi lần thứ tám ổng lại đào lên ông thấy một con rắn rắn hổ. Thì ông mới nói rằng tôi đã đào thấy một con rắn hổ. Thì vị Bà La Môn nói với vị hiền giả rằng hãy để cho con rắn hổ nằm yên, đừng đụng chạm nó và hãy quỳ xuống đảnh lễ nữa. Rồi ông mới nói thế này, này tỳ kheo, hãy đi đến chỗ của Thế Tôn ở và hỏi ý nghĩa về những cái câu nói khó hiểu này. Thế Tôn nói như thế nào thì hãy nghe như vậy, và tôi đoan chắc với ngài một điều, trong tam giới này không ai có thể giải thích những ý nghĩa này đâu, trừ là Thế Tôn. Họ nói là xong thì mất tiêu. Thì sáng hôm sau đó ngài Ca Diếp Đồng Tử mới đi đến chỗ Đức Phật, mới nói hồi đêm này nó có một ông nội thiên nhân đến gặp con, ông nói như vậy, con không hiểu nó cái gì, để ông kêu con đến hỏi Thế Tôn, vì cũng muốn hỏi Thế Tôn mà là mấy cái đó là cái gì. Thì Đức Phật nói cái này không cần chép nha, vì cái nó dài quá. Cái gò mối á, thường đó chứ cũng ghi đánh đánh ngồi đọc cái nó vui. Cả đâu dùng. Sau đây là những giải thích của Đức Phật. Đây là những giải thích của Đức Phật về các hình ảnh ẩn dụ. Về các hình ảnh ẩn dụ. Ẩn dụ. Hai chấm cạnh đầu dòng. Ở cái cạnh đầu dòng trên bỏ đi nha. Gò mối á thì tượng trưng cho tấm thân tứ đại. Ban ngày tỏa sáng á, ban ngày tỏa sáng ban và ban đêm phun khói, có nghĩa là chúng sinh, có nghĩa là loài người, có nghĩa là loài người mỗi ngày thực hiện những gì mình vẫn suy tư đêm trước, thực hiện những gì mình vẫn suy tư đêm trước, có hiểu không? Có nếm nó hiểu. Thế thì mỗi ngày thì sáng mai mình đi ra mình làm gì ngoài sở hoặc ở ngoài tiệm thì nói chung là ban đêm mình không có làm gì đó, mình suy nghĩ cái gì đó thì đó gọi là ban đêm phun khói, ban ngày tỏa sáng là mình ban ngày đi làm cái điều mình đang suy nghĩ ban đêm. Cái vị bà gạt đầu dòng, vị Bà La Môn
tượng trưng cho Đức Phật. Cả đầu dòng vị hiền giả ở đây ngày Minh Châu là người có trí, mình cũng không thích chữ đó, chữ vị hiền giả tượng trưng cho vị tỳ kheo hữu học. Hữu học là gì? Ở trong kinh xài chữ nghĩa rất là chính xác. Hữu học là cái người mà đang tha thiết hướng đến giải thoát thì gọi là hữu học. Yeah. Chứ còn mà chỉ đắp tăng và lê thì Đức Phật này không kêu hữu học. Khó như vậy. Ừ, hữu học có hai cái hữu học. Hữu học mà tính theo chân đế và hữu học tính theo tục đế. Chân đế tức là vị nó chứng từ sơ quả cho đến tam quả thì gọi là hữu học. Nhưng mà cái hữu học mà tính theo nghĩa của tạng kinh á, nói là theo vi diệu pháp á, thì hữu học chính là cái người gọi là từ đắc từ sơ quả cho đến tam quả thì gọi là nó là đó là hữu học tính theo vi diệu pháp. Mà tính theo tạng kinh á thì hữu học là cái vị mà gọi là bách đi bằng nó cái. Đây là cái người đang tha thiết thực hành con đường dẫn đến các tầng thánh, dầu là đang còn phàm. Phải hiểu rồi đó. Rồi vị hiền giả là tượng trưng cho vị tỳ kheo hữu học. Chứ còn mà cái phải nói như vậy đó, bởi vì mình thấy cái phần xài chữ nghĩa rất là chính xác. Chứ còn mình ví dụ chữ tăng rồi chữ tăng là phước điền vô thượng vân vân, thật ra cái chữ tăng đó là chữ tăng này nè. Chứ còn mà mình không ta thiết thì cái này chỉ cạo cho nó mát thôi. Có phải nói được Phật là phân biệt rất rõ. Gạch một cái đầu dòng thanh gươm đồng nghĩa với trí tuệ, đồng nghĩa với thánh trí. Thanh gươm đồng nghĩa với thánh trí. Tại sao Đức Phật hay nói nó bậc thánh? Bởi vì cái đó mình bảo đảm và phu mình có cơ. Thánh trí là trí tuệ của bậc thánh. Gạch đầu dòng việc đào đất đồng nghĩa với sự tinh tấn. Then cửa nó đồng nghĩa với vô minh. Then cửa là cái chốt cửa, mình chốt gài cửa đó, đồng nghĩa với vô minh. Con nhái đồng nghĩa với lòng sân hận. Con đường hai ngã đó là đồng nghĩa với lòng hoài nghi. Đồ lọc sữa đó đồng nghĩa với năm truyền cái. Tại sao năm truyền cái? Là vì sao? Vì á, tôi hỏi các vị nha, nước trà này là ngon hay dở? Học viên hết rồi đã 3 năm trời trả lời vậy. Học viên tôi nói thế này, các vị gặp một người đàn bà đẹp, các vị có về tương tư không? Bốn người trước mặt tôi. Nhưng mà đó có thể tương tư người đàn ông xấu, phải không? Mà trong khi đó là bốn người đừng có hương đừng giỡn mà tôi đang nói như tôi hỏi cô có thể tương tư một người đàn bà đẹp hay không. Thì như vậy thì cái đẹp xấu trên đời này nó tương đối, phải không? Mà tại sao năm truyền cái được ví dụ giống như cái lọc sữa, là bởi vì bản chất cái pháp đó giống như nó không tốt không xấu. Nhưng mà do mình có tâm sân, do mình có tâm tham, cho nên là cái dòng nước bây giờ, tôi không nói sữa, bây giờ tôi nói một dòng nước đi. Dòng nước bản chất nó cũng không, nó cũng không ngon, cũng không dở. Nước mà nước sông mà nó không dở, nhưng mà giống như cái dòng đời vậy đó, cái lượng đời nó không tốt không xấu, nhưng mà do cái tâm mình lọc. Tức là cái dòng nước nó đang chảy cái này nè. Bản thân chất dòng nước nó cũng không ngon, cũng không dở, nó không tốt, cũng không xấu. Nhưng mà khi mình lấy đồ mình lọc cái nước lên, mình sẽ giữ được cái mình giữ được là cái gì? Rác. Cái mình giữ được là rác.
thì cảnh đời nó đối với mình nó mà là tốt mà là xấu, nhưng mà khi mình đem tâm tham tâm sân ra mà mình biết, mình đem tâm tham sân ra để mà mình ghi nhận cái đón nhận cái cảnh đời ấy, thì cái mình giữ lại trong lòng là ráng rồi đó, nghe hiểu đó, nghe hiểu. Giống như nước trà này nè, tôi hỏi ngon hay dở, các vị phải nói, mà nếu có thầy học vi pháp không thể trả lời là ngon, bởi vì phải nói là tùy người mà và tùy lúc, tùy người và tùy lúc. Chứ ví dụ như đối với tôi thích uống trà thì trà đó với tôi là ngon, nhưng mà không phải lúc nào cũng ngon. Ví dụ như khi tôi bị cảm, tôi có khi một tuần lễ tôi không có đụng cái trà vì tôi bị cảm, tôi lưỡi tôi không có, nó không có phiêu được, tôi không uống, mũi tôi nó không có phiêu, tôi không uống. Cho nên là tôi, đối với tôi thì trà ngon, nhưng mà phải nói tùy lúc, lúc nào tôi enjoy được á. Cho nên là năm truyền cái được ví dụ như là cái lọc sữa, là bởi vì sao? Vì chuyện đời thì nó chỉ là vậy thôi, nó không tốt không xấu, nhưng mà mình đem lâm sa tha lâm sân ra mà mình sống á, nói cái gì không hiểu. Chuyện đời ấy, nó không có gì là tốt là xấu, nhưng mà mình khi mình đem tâm tham hoặc mình đem tâm sân ra đó để mà mình đánh giá vấn đề đó, thì đồng mình toàn rác không. Như nguyên một dòng nước nó đang chảy nguyên mình, đừng lấy cái gì mà mình lọc. Tại bên đây các vị không đi giai đoạn vẫn sẽ còn mà biết cái gì nữa. Các vị có biết ống bọng không? Ống bọng tức là nước từ ở bên 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 phần bên miếng đất A, bên miếng đất B đó, mà nếu chính giữa nó có một cái bờ, người ta có cái ống để cho cái gì nước bên đây nó thông qua bên kia. Và có nhiều khi đó người ta muốn giữ là nước ở bên hai miếng đất, miếng đất A bên bên hai cái hồ, hồ A với hồ B, thì họ muốn giữ là nước bên hồ A đó, thì họ đợi cho nước vô đầy bên hồ A rồi họ mới lấy cái đồ, họ bích cái ống này lại, cho nên nước bên hồ B nó rút cạn rồi mà nước bên hồ A vẫn còn đầy, hiểu không? Nhưng mà nó cái ống bọc trong đó nó có một cái lưới để gì, để trong trường hợp những cái ao mà họ nuôi cá đó, nước ra vô mà cá nó không ra vô được. Thì tôi mới dùng cái ví dụ đó, tức là nước á, thì bản chất nước nó không có ngon, không có dở, đúng không? Nước thì là cách mà nó lạ, cái nước lã mà. Nhưng mà do mình có một cái tấm lọc chặn ngang như vậy đó, cho nên là sẽ càng lúc sẽ cái khả năng diễn đạt đó, hiểu không? Cái chuyện mà người ta ở ngoài chợ Hồng Kông, người ta khen, người ta chê vô ốp lưng mình ấy, cái chuyện đó là nó thật ra nó mắc mớ tới mình hết á, nhưng mà vì mình đóng tai mình nghe thì mình bỏ bụng, cái hiểu không? Cái chuyện đó, thật ra mình hoàn toàn nó không liên quan gì tới mình hết á. Cái chuyện mà người ta có viết báo, người ta khen mình, người ta viết báo, người ta chửi mình, cái chuyện đó, thật ra nó không liên quan gì tới mình hết, nhưng mà vì mình đưa lỗ tai mình ra mình nghe, cái hiểu không? Thế là no, ý tôi muốn nói là cái dòng nước nó đang chảy, cứ để nó chảy thì không sao hết á. Tự nhiên mình đưa cái lọc ra, cái mình hứng lại, hứng rác không? Mà nếu mình rút cái lọc lên thì nước nó chảy bình thường, nước chảy nước bên này mình bên này đâu có sao đâu. Mà tự nhiên cái mình đưa cái lò lọc ra đến gì để mình hứng lại toàn là rác không? Rồi mình trách tại sao mà cái dòng nước toàn là rác? Mình trách tại sao mà cái dòng nước này toàn là rác? Thì lý do tại anh đưa cái lọc ra làm chi? Anh đưa cái lọc ra tự nhiên rác nó kẹt lại trong cái lọc đó thôi. Chứ anh lấy cái lọc lên thì dòng nước nó chảy đi không có vấn đề gì hết. Hiểu không? Thì cái chuyện đời nó tốt xấu nó thật ra nó không có nào tốt cũng có nào xấu, nó ảnh hưởng gì tới mình đó. Nhưng mà do mình đem cái tâm tham, mình đem cái tâm sân, đem tâm si ra mình đánh giá vấn đề, thì tự nhiên cái lòng mình nó mới kẹt lại mấy cái miếng rác. Cho nên từ năm truyền cái chính là cái miếng lọc sữa là như vậy đó. Tức là sẽ phải từ từ cái khả năng diễn đạt, tôi biết về khuya xong tự nghĩ bây giờ các bạn hiểu cái nữa không? Vấn đề thọ, các vị có biết một chuyện đó là ở Việt Nam đó, học khác với cái tôi hướng dẫn các vị một chút, đó là sau khi học xong tam đề thọ, học cho xong đầu đề tam, đầu đề nhị, nhị đề kinh đó, thì các vị lại là cho học về duyên hệ bằng cách là lấy chi pháp của đầu đề tam để nghiên cứu về duyên hệ. Ví dụ như phát thiện nói theo nhân duyên nó được bao nhiêu, đầu tam đề thiện, tam đề thọ tính theo trong nhân duyên như thế nào, rồi tính theo quả duyên, đạo duyên, thiền duyên, bất ly duyên, nó đúng ra mình tự mình tính được.
Ông cái đường phải học này, mình thấy cái trí tuệ của Đức Phật dễ sợ khi trong thời gian ngày ngồi tại chỗ mà ngày nghỉ, ngày tính 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 vậy. Như ngày Narada mình không có duyên để thấy Phật, nhưng mà nhìn cái giáo lý này mình thấy con người khổ đạo không có bình thường, không có quả tầm thường. Cách đêm 2.500 năm trước mà có một người ngồi nghĩ thì mà nói mà nhắm ra nói chứ bao nhiêu tôi dịch sách vở mà tôi còn ngồi tính vậy, mà lần đầu tiên chưa nghe nói mà tự nhiên ngồi nghĩ nữa. Mà ngày chỉ giải quyết có một tuần lễ với có bồ đề, 7 tuần lễ là mỗi tuần lễ này giải quyết vấn đề xong, thì trong suốt 45 năm của ngài là tất cả đều nằm ở trong 7 tuần lễ này. Chứ không có cái chuyện mà nên nhớ, đối với ai còn có học kinh nghiệm để chư Phật chánh giác không có kinh nghiệm biết một lần, chỉ là trong một cái lúc mà cái sát na tứ quả vừa phải lên lúc nào thì cái nhất thế dũng trí này nó xuất hiện ngay lúc đó. Và kể từ đó về sau ngài mất 7 tuần lễ đến ngày suy tư, mà không phải suy tư tức là ngày ngồi tính, mà suy tư tức là ngày mở ra ngày thấy là tuần tra pháp giới xong rồi rời gốc bồ đề ra đi, rồi trong suốt thời gian hòa đạo là không có suy tư. Đúng như mình bây giờ là chuyển tình không suy tư, thương là lấy liền không suy tư. Duyên khởi hả? Bạn bốn hả? Em mua xe kinh trạm xe. Cái con chạy có cửa kinh đại không? Có các cách. Tại sao tôi rút như vậy nữa? Tối nay tôi vui. Tối nay tôi vui, tối nay sống một Phật hiện. Tôi nhớ có lần cái Đức Phật này. Này tình cờ tôi nhớ chứ không phải là tôi nói là so dám so tôi chứ cái ngày mình đi thất thực cái ác man nó xuống nó phá ngày, nó khiến cho dân thành phố đó bữa nay người ta gặp ngày người ta có người không thấy, có người thì tự nhiên khiến dục cái tâm họ đừng cúng dường ngày. Do quả hay cái trước ngày ngày là cũng là ác ma rồi từng phá mọi Phật tục giác khiến như Phật tục giác bị nó bụng rồi. Khi thành Phật thì bị quả hết rồi. À, nghịch ngợm với trong kinh giải thích rằng trong thế giới này luôn luôn có hai cái thế lực đối chọi nhau, đó là thiện và ác. À, có Đức Phật ra đời thì ác ma là lúc ác ma hoành hành bạo phát bạo tàn, hoành hành bá đạo, khi Phật không còn nữa. Mấy người mà ác ma quan tâm đó chính là phải cỡ Đức Phật và đệ tử Đức Phật, một đệ tử thánh chứ còn phàm rớt ta. Đó là một cái quy tắc của thế giới. Bao giờ thế giới, nếu mà thế giới đã ra được những người như là bà Teresa, Diana hoặc Thánh Gandhi thì phải đã được Bila rồi. Nó phải đi như vậy. Chứ không có bánh. Mà nó có một chuyện trùng hợp là gia đình của ông George Bush là đi là người cứ đè Hồi giáo mà chơi. Nó có một cái từ đời ông cha cho đến bây giờ ông con nó cũng vậy. Cứ quay quậy thì đi gia đình sẽ trị. Nó kỳ, nó có một cái nếu như vậy nó giống như mình tạm gọi theo chỗ tôi được biết thôi, thì thời nào cũng vậy hết. Ở xưa mà có những cái tay mà kiện những tay gọi là danh tướng của bên đồng minh, ví dụ Montgomery Eisenhower hoặc là ông Churchill hoặc là ông Truman của bên đồng minh, thì ở bên kia nó có ông Roman nè, Robin nè, Himmler nè, anh Eichmann nè, Hitler nè, rồi Mussolini nè, nó có những đá ôn cùng đồ vậy đó. Nó ra nó từng cặp nó chơi nhau chứ không thế giới chết thì sao nó chơi nhau. Thì thấy đâu cũng vậy, nó kiểu như là cái có một cái thế lực này thì còn đổi là trị khác, tại vì đời nó mới vui, phải làm khổ qua khổ lợi nó vui. Chuyên khởi Phật ngữ tại sao bất thi. Phật ngữ tại sao bất thi? Nhân duyên. Dù mình tính ai thuyết nhưng mà đầu tiên duyên khởi mình phải nhắc đến Phật trước. Là tổ sư mà. Phật ngữ tại sao bất thi? Và bài kinh sau đây là cuộc đàm đạo giữa ngài Xá Lợi Phất
với tôn giả Punna. Các tôi có cho biết rồi phải không? Mà cho biết lại đi ha. Này cho biết rồi xong ông mà pháp sư đó, pháp sư Punna Manta nó bút tới. Gọi là Punna Manta nó bút tới. Như cái chữ tình. Gì á? Cái gì á? Hả? Nó xấu. Đó là tôi vui. Nãy tôi quên cái nhẫn mang mà cái nó quên vậy. Ngày bị đói bụng á. Ngày đó như ngày về tính ba các ma xuống hỏi nè, hỏi ngày gì có đủ không, đã hỏi quậy đã xong tới ngày về ngỡ bác không về cái anh chuyện chứ không có đói không, không riêng ngày về ngỡ bác là trả lại lần nữa đi anh xin khí là để bác nghe nó nữa, nghe mới trả lại một câu mà sao thì sư cậu tôi dịch ra thơ chuyển thành thơ thấp hỷ thiền định có rồi tâm luôn an lạc như trời phẩm thiên. Thì ngày có tiền định thập thị tiền định có được tâm luôn an lạc như trời mà. Chứ như tôi đây tôi kể cho các vị nghe một số nghiệp. Như hồi đó là ngày có một lần là ngày dạy, ngày làm thầy, ngày dạy cho 500 đệ tử trong rừng. Có một cái vị đạo sĩ đắc tứ thiền ngũ thông bay ngang. Thì đệ tử nhìn thấy là thích lắm. Ông nói trời ơi, tu được vậy mới tu. Thì nghe là bực, ganh tị á. Cái này có thông ba tôi đưa có gì hay, có người khoe vậy đó hay. Nói em cho đám một trò nó đừng có đừng rồi này đám rồi mình nói cho bỏ ghét em. Thì nó khiến đời sau này sinh ra bị du quan, bị du gia du quan. Rồi con lận làm đứa bé. Ngày làm đứa bé rồi đang chơi thấy Phật độc giác đi bác nghe. Ngày đi chân không mà đâu có mang dép. Cái ngày nghĩ thôi giờ mình lấy than mình rải cho con nữa mình sao. Rồi cho nên ngày sau mình bị vô nà là cái rí chẳng được à. Rồi đứa con kiếm là ngày là một con là một công tử, hai anh em nhà nhà giàu, cha chị mẹ chết à, nghĩ rằng bây giờ nếu gia tài chia đôi ra mình được bao nhiêu á, thôi giết em nè, giục nó xuống núi, xô nó xuống núi cho nó chết. Ngày học sinh ngày bị đề bà đề bà đắc đa lăng đà à. Rồi nó cái kiếp mà ngày làm thầy thuốc mà người trị bệnh cho bà nó bị kiết lỵ đó mà rồi nhớ gì đâu. Bà nói bà không chịu hết là không hết là cho mẹ tới sáng luôn. Rồi đêm cần tiền kỳ nó mới chết. Thì đời sau trước khi ngày đi bàn bị kiết lỵ rất là nặng. Rồi có muốn kiếp ngày thích làm nghề võ võ sư thì nó khi ngày ngày sơn bị thành Phật bị mỗi lưng đau lưng kinh niên. Rồi cái kiếp là làm có một kiếp khác là làm một đứa bé chăn bò, bò nó uống nước đục nó không muốn. Ngày nghĩ ngày cái gì làm kéo nó mà hư khác. Nghĩ ngày thì nữa thiện nữa ác. Thiện là muốn nó uống trong mà ác là thấy nó liều ngày bực cái kéo cho nó mạnh cho nó đau á. Thì đời sau ngày sinh ra thì là gần niết bàn á, ngày an an vì thấy nước đục nhưng không để cho người khác tới nơi tôi trốn mà dùng đi khác bị múc. Thì trong kinh kể rõ cái, những điều mà tôi vừa nói các vị là nó nằm ở trong Tam Tạng quyển thứ 32, xin lỗi quyển 31 mà chưa có được dịch qua tiếng Việt nào. Tới ra tôi đọc bản thứ hai thì nó là trong Tâm Tạng 31 ở trong Tiểu Bộ Kinh, cái phần mình nói về cái là phần về cái trái gia Pitaka, tức là cái duyên cái đời trước của ngài đó. Đọc nó mình giật mình, tức là lên tới Phật rồi mà nghiệp năm xưa vẫn không dứt hết, vẫn không còn nữa. Mình nghiệp báo bất khả tư nghi mình nói gì nó được. Ví dụ như ngài có cái lần đó, ngài sinh ra đời gặp Phật Tỳ Bà Thi mà lúc nhà nghèo cũng có tiền. Cái ngày đi thấy người ta để bát Phật với chữ đăng đâu có ngày muốn mà không có tiền. Cái ngày đi làm thuê cho người ta nặng nhọc ngày đi đủ tiền để mua có được một chén mè về ngày rang. Sao người đứng ở xa tới nhà giàu đứng ông lắm. Ông Hứa Hiến, cô Đào, cô Mỹ, ông Rắc, cô Bản, cô Hương, cô Liên, cô Tiếp đứng ông quá. Nghèo quá mình không có dám sạp vô. Đứng ở xa thì thôi. Ngày nghĩ thế này, nếu Phật lực là vô biên mà nếu lòng thành của con là cảm thấy đến trời, xin tất cả hạt mè rớt đều trong bát Phật của chúng ta đừng rớt nữa. Nói rằng nó nóng cũng nóng nhắm nóng bốc từng giấm thảy rớt giống như mưa rất hay lắm, rớt phản tới rớt đều 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 đ
cái đời sau người ta đang làm giữ được cái gương manh thạch. Mỗi lần mình nghe cần vàng bạc, thấy dân chúng mà nó cần ra trời dỗ tại nó rớt xuống là mưa cho dân chúng chạy, thì làm sao có chuyện mà một chén mè mà đổi ra những cái trận mưa như vậy được. Là cái tâm rồi hỏi chư Phật tại sao mà thành chánh đẳng giác rồi. Chư Phật chánh đẳng giác không bao giờ bị tử thương, nó bị ai đó hạ cho chết thì nó không có. Vì sao? Vì suốt thời gian hành ba la mật ngày có cái mạng ngày hôm ra gì, nếu mà so với ba la mật ngày vì ba la mật ngày bỏ mạng được. Chính vì cái chỗ đó cho khi thành Phật cái mạng ngày hôm mất. Vì mình nói một cách nôm na là tao đã bỏ mạng quá nhiều rồi, mới lấy cái cuối cùng tao giữ không được cái mạng này hay sao? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái đức này lớn quá, cái sự ra đi của ngài nó sẽ làm ảnh hưởng đến cả không biết bao nhiêu đại thiên thế giới mà nói. Cho nên là chính đừng nói phước ngài, chứ nói cái phước của chúng sanh nó cũng phải khiến từng ngày phải tồn tại. Chỉ được nhân duyên chúng sanh đối với ngài nó hết thì ngài mới ra đi thôi, chứ còn nếu có phước người khác mà còn nếu được ngài thì ngài vẫn phải sống. Cho nên khi mà mình gặp tai nạn hoặc bệnh hoạn, mình hãy cầu nguyện, mình nghĩ là nếu cái mạng này của con mà còn giúp ích được cho chúng sanh khác, giúp ích cho Tam Bảo thì coi như chư thiên long thần pháp hộ trì con. Còn nếu mà quả thật cái từ đây chứ lúc lúc con chết, con không giúp ích gì cho ai nữa và cũng không giúp ích gì cho Phật pháp nữa thì con chết con nhắm mắt cũng mãn nguyện rồi. Nếu mà đi máy bay lúc đang hoảng sợ mình cứ đổ cho Tam Bảo, nếu một cái mạng này nè mà nó còn giúp được cho Tam Bảo thì xin Phật lực hãy mặc dù Thế Tôn không còn nữa nhưng Phật lực của ngài hãy còn đó. Thì nếu cái mạng này mà nó còn giúp ích cho Phật pháp thì xin con tiếp tục tồn tại. Mình gian gian này như lấy cái mạng mình bán như Phật giáo vậy. Mà cái điều đó tôi tin một cách tuyệt đối, tôi tin một cách sắc son. Đôi khi mà mình phát đại nguyện như vậy đó thì phước thì lập tức lúc ngay lúc mình đã có phước. Và Trung Kinh cũng khuyên một chuyện là những khi mà mình bị những chuyện sợ hãi mình hãy rải tâm từ. Nếu mình đang an lạc thì mình rải sao? Nhưng nếu mình đang sợ hãi mình rải sao? Đừng ngay giống tôi bây giờ, hiểu không? Lúc mình đang mình không rải tâm từ, mình rải tâm bi. Khi mà mình rải như vậy là tự nhiên mình có một cái power mà tự mình protect mình được. Nó đặc biệt đấy. À, mình mới để về nó mong cho đừng với ai bị giống như bây giờ. Hoặc là mình có cách khác là mong rằng những chúng sanh đang trong thế giới này đang sợ hãi cũng hãy biết suy tư về Phật pháp giống như tôi bây giờ. Để lúc nào trên thế giới cũng có người bị sợ hãi lúc nào cũng có. Thế nhưng bây giờ mình đang 12 giờ trưa ở Mỹ mà bên Việt Nam nó có những chỗ nó 12 giờ khuya. Mà có những người con gái, có những người đàn bà đang đêm giờ đó họ đang sợ ma, họ đang nằm một mình ở một ngôi nhà vắng, họ cũng đang sợ hãi, thì mong mỏi là cái sự an tâm của tôi lúc này nè, hãy là sự an tâm của người đó. Ở trong kinh mới nói là Bồ Tát kiếp xưa có kiếp này làm con chim công, mà sáng nào cũng vậy, trước khi ngày thức dậy đó, trước khi mà ngày đi kiếm ăn đó là ngày đọc một bài chú. Bài chú là con xin hết lòng thành kính đảnh lễ tất cả chư Phật, tất cả các vị Bồ Tát, những ai đang chí tâm tu hành ở trong tam thiên đại thiên thế giới, con xin đảnh lễ các vị và mong rằng các vị hãy hộ trì cho con. Trong kinh nói ngày đọc đó, ngày đọc xong đó ngày không có bị tai nạn. Nụ do ngài là bị Bồ Tát, nhưng mà do ngài bị một cái nghiệp nữa nó sanh mạng thú, nhưng cái trí tuệ ngài còn không được, không có nhớ được cái chuyện đó. Nhưng mà các vị biết có nhiều người cũng hỏi tôi, cô đã hỏi tại sao súc sanh nó con, thì tôi mới hỏi ngược lại, các vị có đồng ý với tôi là trong thế giới là người có những cái gì trên lại về trí tuệ nó khác nhau lắm, thấy không? Có người chỗ họ ngu tận cùng bằng số, tức là họ ngu đến mức mà nói quá đi, chẳng những bụng dư dốt về chữ mà đến mức mà họ nói nó không trôi. Tôi gặp rất là nhiều người họ nói dốc nói xạo hay lắm, người kêu mời ra trước đám đông mà nói thì 15 phút mà nói cho nghe được thôi đó, là họ nói được. Phải là mình ở đây mình không nói là họ ngu, nhưng mà lại đó nó kỵ, nó lấn ca lấn cái. Mà qua có nhiều người đó, tôi nhớ ông thầy dạy văn đó, thấy mấy đứa mà viết văn kỵ không, mấy em đừng có ham viết văn chưa, mấy em nghĩ thì sao mấy em viết vậy đi, rồi mấy em sửa một hai chữ nói vẫn được, ra là ra bài văn. Chứ không mất gì mà muốn viết văn hay, cái nghĩa là nghĩ là muốn hay thì phải lạ xem có mình động không ai hiểu. Nó không, tôi không có nhiều người biết gì đó. Hoặc là mình muốn nói cho người khác hiểu thì mình nghĩ sao mà nói ra như vậy gì mà người ta hiểu. Còn mà đặt còn sắp xếp này sắp xếp kia hỏi nó mà hiểu nữa. Cho nên tôi nghĩ rằng mọi người mà giỏi anh văn đi đến nước Mỹ hỏi họ như cô nó sao cũng giỏi quá rồi đến Mỹ cũng sao mà tiền người. Rồi có những cái giỏi ứng phó, nhưng có những cái giỏi là nó giỏi kiểu cho thời gian ngồi nó ngắm nga ngắm nghĩ, gặp Mỹ mà bắt họ ngồi ra từ điện là không biết sao. Sẽ mấy câu là chữ nào hay trong bốn chữ này thì mấy chữ này bỏ vô. Cho nên nếu trong thế giới là người mình có một sự chênh lệch như vậy thì trong thế giới động viên cũng có như vậy. Và các vị hỏi tôi tại sao mà loài bằng xanh có loài côn là không côn, thì tôi cũng hỏi các vị như dưới trong một cái núi như vậy đó, ngọc dưới đá nằm kéo với nhau, mà tại sao mình gặp nó mình không thắc mắc, mà tôi không thấy người côn người ngu không thắc mắc.
người mình có những cái thắc mắc thiện. Như tôi nói chuyện Đinh Lê Đế Trận không ai lạ đó, để kể chuyện của Trần Nhân Tôn đánh dân, đánh quân chim rồi ông đi tu, không ai ngộ á. Mà tôi ngồi tôi nói chuyện Bảo Đại hoặc chuyện gì nhưng mà ngạc nhiên, ủa thầy nó thầy bao nhiêu tuổi mà thầy biết, giận quá nên á nãy tôi kể chuyện đến Phật thì không ai ngạc nhiên, không hỏi thầy bao nhiêu tuổi thầy biết chuyện Phật. Mà đó tôi kể chuyện gì á thì họ lại thắc mắc tuổi bao nhiêu, mà thật ra cái tài liệu về ông Diệm nó nhiều hơn là tài liệu về ông Phật, tính là nó nhiều hơn chứ. Báo chí nè, hình ảnh nè, tivi, phim mà phim tài liệu cũng không có cho tôi mua mượn nguyên một cái bộ phim. Nó quay thứ thiệt, nó quay cái cảnh mà dân bị nạn năm tư mà vào Nam rồi ông Diệm ông ra, ông gặp gỡ cái đám nó ra như thế nào, rồi gặp lúc ông Nhu còn trẻ, rồi ông Hồ còn trẻ măng, ông Hồ lúc mà ông lên mà hội hội trường Ba Đình, người tôi nói đồng bào nghe rõ không, nó lẫn đủ hết á. Cái đội Đức Phật có tướng phim rồi như ngày đâu. Vậy nên mà mình kể chuyện Phật nghe ok. Cả mình kể chuyện mình nào gần gần, ủa sao không biết, để họ không có đọc cái nó họ cũng không biết. Chứ phải nói là chứ tôi còn nhớ đến cái chuyện mà thời nào ông nào làm tư lệnh của quân chủng tôi còn nhớ đến mức nghĩa đó. Đọc đó, đọc ông Trần Nhân Trơn nó biết ai ký qua làm 774 rồi định Paris tôi nhớ chứ, mà họ không có đọc, họ không có đọc rồi cái họ thấy không sao biết cho ông đặt ra. Nhưng họ quên khi mình nói chuyện mình để người khác vào băng là mình phải chịu trách nhiệm cái mình nói. Vậy định nghĩa ở đây mấy người khi tôi nói ra này, tôi nói cũng này, khi tôi nói ra cái gì ở đây tôi nghĩ nó hay đến lọt tay người khác, tay người khác chứ nhiều người họ thâu như vậy nhưng mà về họ nghe mình, những người đem họ đi trình báo đâu đó để ok tới đâu đây bên nam mình đang ta chấm nội dung kinh, nội dung kinh ngài Xá Lợi Phất lần lượt nêu ra từng thành tựu, từng thành tựu trên con đường tu chứng của một vị kheo. Và hỏi ngài Punna, và hỏi ngài Punna về tầm quan trọng của chúng. Chấm. Ngài Punna trả lời rằng, ngài Punna trả lời rằng, ngài Punna trả lời rằng ngài Punna trả lời rằng đang học được nửa cuốn, nếu nhớ được nhiều mà hãy học nửa cuốn của mình. Ngài Punna trả lời rằng toàn bộ nội dung tu học, toàn bộ nội dung tu học của một vị tỳ kheo có thể được phân thành 7 giai đoạn. Có thể được phân thành 7 giai đoạn. Mà ngài gọi là thất tịnh pháp. Mà ngài gọi là thất tịnh pháp. Phải được bắt đầu, được bắt đầu từ sự trang nghiêm giới hạnh. Vậy tu tập thiền chỉ vậy nắm bắt được điểm tinh yếu thiền quán, nắm bắt được điểm tinh yếu thiền quán,
niềm tin yếu đi qua. Ba chấm, ba chấm. Và cuối cùng là thánh trí giải thoát. Ngài Punna giải thích rằng mỗi tịnh pháp cứ giống như một trạm xe trên con đường thiên lý, cứ giống như một trạm xe trên đường thiên lý mà người ta phải ghé lại và bỏ đi, bỏ đi, hãy tìm đến một trạm dừng chân khác, nó điểm đặc biệt của 152 bài kinh này, nó giải quyết cả những vấn đề vô lý mà mình đã học trong 3 năm qua mà chưa hết. Các vị học qua đến trường bộ kinh, các vị sẽ thấy rằng Phật pháp được nhìn từ một góc độ khác. Và một lúc mà nó, nếu mà tỉ tiết lại đây, là các vị vừa là cư sĩ mà vừa là người nữ, chứ nếu mà các vị có cơ hội mà học được tặng luật á, các vị mới thấy rằng cái đạo này nếu không phải do Đức Phật á thì tôi nghĩ không ra. Tôi không dám nói tôi giỏi, nhưng tôi từng đọc thánh kinh của Thiên Chúa, từng đọc kinh Quran của Hồi giáo, đọc bằng tiếng Việt Nam, trong phòng nguyên bộ kinh Quran của tiếng Việt Nam, mà sao ta đọc thế đấy quá rồi. Rồi bên Tàu 5.000 năm lịch sử, Bách Gia Chư Tử Tứ Tư Ngũ Kinh Đại Học Trung Dung, là phải qua nhiều đời xác định, người cái trước viết rồi người sau sửa được sửa mà vậy đó. Mà cái nội dung nó không có thể nào mà nó qua được cái đạo Phật, cái giáo lý của nhà Phật. Nội mà chỉ 600 quyển Bát Nhã là đã thấy là đủ để mình lấy làm lập giáo rồi, để lập trong cái đạo kinh Bát Nhã thôi. Chứ không cần mà phải đòi cái gì nhiều, Pháp Hoa, Duy Ma, Kim Cang thôi, giải pháp thì mình dùng kinh Bát Nhã thôi. Hoặc nếu tới cùng kẹt quá rồi, ông nào mà nóng ruột muốn làm tổ, chỉ cần ôm quyển kinh Kim Cang là đủ làm tổ sư. Chứ không cần mà phải sáng chế gì cho nhiều, đạo Phật nó thâm sâu vi diệu mịt mù. Tôi dám nói chỉ có cái là quẩn xứ giới đế và kinh tứ niệm xứ, nói chung có giới mình có cái kiến thức căn bản về quẩn về xứ về giới đế nha, xong là học về kinh lại đem nó vào để nghiên cứu kinh niệm xứ là đủ để là lập cái đạo mới. Toàn bộ hai cái kinh đó nó muốn nhắm đến một chuyện thôi, nó cho mình thấy rằng thế giới bị mắc vào một trong hai chuyện: một là chấp không, hai là chấp hữu. Chấp không tức là nó có những người nói chết rồi là hết à, rồi chấp hữu á tức là cho rằng có một linh hồn tồn tại à. Mà mấy cái kinh đó thì nó giải thích ra một chuyện, đó là nó nói rằng tất cả những tốt những xấu trên đời này là do cái ảo giác của mình mà ra. Một cái điều nó hơi đi hơi quá đà so với kinh nguyên thủy. Ví dụ như họ nói rằng tất cả đều là không, vì sao không? Họ mới phân tích như họ những cái ly này bằng cái gì, cái ly bằng thủy tinh. Thủy tinh này nói thì trong về bản hữu cũng có gì thức chứ không có gì. Nếu nói theo di tích thì nói thì ai thì đạo mới không tông đó. Thì cái thủy tinh nó chính là đất nước lửa gió. Nếu mà cái liền này tôi đập nó ra bẻ thành 100 miếng thì ra 100 miếng thủy tinh đúng không? Mà nếu tôi nghiền nó ra thành 1 triệu miếng. Nhưng mà nếu mà tôi nghiền cái này đến mức độ mà mình không còn thấy được nữa thì coi như tất cả cho việc không đúng không? Cái này nghe hiểu không? Tôi cứ nghiền hoài, nghiền riết riết riết, tức là nghiền ra một tỷ miếng, rồi tôi lấy một miếng ở trong một tỷ mà lại nghiền nữa, nó bị đến mức nó đến. Nên cho nên trong quy pháp nhìn nhận mình một chuyện, sắc pháp chia ra có hai là sắc thô và sắc tế. Nhưng mà Đức Phật thì không bao giờ mà ngài nói cái hình dáng của sắc pháp, mà ngài nói cái trạng thái của nó. Thế nhưng mà nó cái con rợ gì mà cứng còn mềm gì đó chứ, phải nói nghe hiểu không? Chứ mình học về chemical, mình có học về cái nguyên tố, cái dạng tinh thể của nó, cái học của nó bản từng vần mình lấy. Thì mấy cái tinh thể thì ví dụ như kim cương thì nó có cái tinh thể của nó là nó hình gì, hình giống như cái tàn hông vậy đó, hiểu không? Còn nhớ nó không? Nhưng mà đó là sắc pháp của nó theo hình dạng, đối với Đức Phật thì nó là sắc pháp, nó chỉ là trạng thái thôi.
không, tới lúc tới lúc gió mà chưa đủ, mà nó là cái trạng thái thôi, là cái đó mình chỉ cảm nhận thôi. Như như là nói cái gì mà mình rờm thấy cứng mềm đó là đất, cũng cũng cái vật đó, mà mình thấy nóng hay lạnh đó là lửa. Mà cái nó nếu mà nó không có cái gì mà là trước khi mà mình những trang giấy này mà nó được trở thành giấy đó, mình biết nó là cái gì không? Nó là bột. À, tại cái nguyên lý của mấy tờ giấy này nó là bột chứ không có là gì hết. Nhưng mà nhờ nó bây giờ tạm gọi là nhờ cái gì đó đi, nhờ cái something nó làm cho mấy này nó kháng lại, để chính cái something đó được gọi là nước. Còn gió là gì? Nếu mà không cái gì mà nó được quấn lại rồi đó, nhưng mà nếu không có gió đó thì nó sẽ không có cái trạng thái chuyển động hoặc là nó căn phòng. Như cái này tự xem nó thẳng, chính cái thẳng nó do gió làm. Mà cái gió này mình đừng hiểu là gió là wind của tiếng Anh, không phải, mà gió này tức là cái trạng thái của cái gì mà nó căng thẳng ra, căng ra, dàn ra thì đó được gọi là gió, hiểu không? Bây giờ nếu không có gió là thì nó sẽ cục còn gió. Nước nó làm cho mọi cái nó kháng lại với nhau, nhưng mà nó cái nào cũng cục gì hết á. Mà chính cái anh gió anh làm cho mình, nó được khiến cho vật chất nó có thể khiến cho vật chất nó có hình dạng dài dẹp dẹp lép, là cái bìa nó dẹp nè, ép rồi vuốt ra, tất cả những cái này nhờ gió đó. Chứ là nếu không chỉ có nước không thì nó sẽ bị vô cứng cục rồi. Mà nhờ có gió nó khiến cho mọi thứ có thể cho mình cái mình làm thành hình thù mỏng dài rộng lớn. Tất cả những mình không có học về chemical của khoa học, mà mình cũng không học về Abhidharma của Phật pháp, thì mình nói cái ly là cái ly. Nhưng mà nếu mà nói theo trong Bát Nhã thì cái ly nó không phải là cái ly nữa. Bởi vậy trong kinh mới nói rằng ta nói giải thoát nhưng mà không giải thoát, ấy mới là giải thoát. Là như vậy. Bây giờ ngài nói thì ngài sợ mình chấp, nó nghe hiểu. Và ngài nói là nhất thiết tu la giáo, tất cả là kinh trong kinh Như Giác nói, chứ kinh Nam Tông tôi chưa thấy cái đó. Nhưng mà kinh Nam Tông có nói ví dụ cái bè, thì nói là giác mình qua sông mà nhờ bè, khi qua sông rồi bỏ bè lại, thì cái lời Phật thuyết với mình là mình dựa vào đó để mình tu, chứ không ôm lời đó mình chết rồi. Ngài nói là người ngu mà học giáo lý cũng giống như người ta bắt rắn bằng cái cách vậy, bây sẽ bị chấp. Ví dụ như ngài nói rằng tu là phải giữ giới, rồi lỡ mà mình lỡ phạm một cái giới gì đó, cái mình bị cấm trước lương tâm mình có hành thiện được, cái đó là mình không có cách giữ giới. Phạm giới nào đi vậy đi sám hối cái tội đó để cho tâm nó thanh thản. Chứ còn mà mình nghĩ thôi rồi tôi phạm giới rồi, bắt đầu thế này sống không có sự dày dò, cái đó là giữ giới không đúng tinh thần của Đức Phật. Bởi cái đạo người đem lại sự an lạc cho người thực hành, chứ không bây giờ cái đạo người đem lại cái sự đau khổ cho người thực hành, kể cả vị tỳ kheo phạm giới nặng nhất thì nó cũng phải có cái cách, có cái cách để cho vị đó có thể tiếp tục tu thiền, chứ không phải là nói giờ tôi phạm giới là tôi không có tu hành được nữa. Nói là cuộc đời bị nó tàn, lỡ không phạm lúc 32 tuổi thì tự con đoạn đường lại coi như chó ăn hay sao, không phải. Trong dòng họ Thích Ca đó nó có mấy trăm người đắc tu được rồi, nhưng mà trong đó có tôi muốn kể hai ông là ông là Phú Răng á, ông là Isidatta. Ông có vợ có con, nhậu nhẹt chè chén thâu đêm xuống sáng, còn ông thì suốt đời mặc đồ trắng không ngủ chung với vợ con, ở giống như bị tu sĩ vậy. Thì hai ông chết rồi ngày nay tại bà con mà ngày vô ngày hỏi cái Phật, bà Thế Tôn, Bú Ra Na với Isidatta chết hết rồi, con muốn hỏi họ đi về đâu. Thì Phật nói Bú Ra Na, anh đang thấy rồi, cả đời tu hành chân chánh giữ giới trong sạch, chỉ mặc đồ trắng ăn ngàn bữa trước khi chết, Bú Ra Na đã đắc Nhất Lai, tức là Tư Đà Hàm, thì đang sanh của đời đạo lợi, những cái đời đấu sức. Cái ngày anh đang ngồi hỏi bọn búa đang nói sao ở ý xin anh ta sao ngày hỏi người cái lòng này cũng đã lo rồi, nhưng ông nó rồi ông quậy quá mà cái này trước khi chết thì ý xin anh ta cũng đắc Tư Đà Hàm thì cũng đang ở trên đấu sức. Anh nói Bạch Tung con hiểu tại sao nó sống nó đen nó nặng vậy. Phật nói câu mà ai dễ vui nghe khoái đó, nó một người đó lúc bình sinh thành tự giới không thành tự tuệ, có người lúc mình sinh thành tự tuệ mà lại không thành tự giới, cho nên khi lúc cuối cùng cái ông mà thành tự giới lúc lâm chung lại thành tự tuệ, còn cái ông mà lúc bình thường cũng thành tự tuệ mà chưa thành tự giới lúc hấp cũng thôi lại thành tự giới. Nói chung người nói cái này giống như một cái người có tiền, thì cái người có tiền thì họ thích bỏ tiền trong, họ thường họ thích mua đồ nhà bếp trước rồi họ mua đồ phòng khách sau, rồi có người họ thích mua đồ phòng khách trước rồi mua đồ nhà bếp sau, cho nên rốt cuộc có tiền hai người mình đi mua nhà mới hết. Nhưng mà có không thì thấy nhà của cô Loan đẹp, nhà tôi về vô thấy có phòng khách ngồi, có phụ sofa, còn chị Nguyên sao mua gì mới sao thấy mua toàn là dao với thớt không à, chứ bữa tận tân gia mới biết
bữa ăn tân gia mới biết là ai đủ ai thiếu. Chứ còn giờ tôi mới muốn mua nhà là cái tôi khóa chơi giao thì tôi mua nhà trước. Còn cái sofa tôi biết phải có thôi chứ bán. Nhưng mà thì tôi biết bữa nào cần thì tôi hứng tôi đi. Ngày mai bạn Tết, chiều nay tôi đi mua. Tại tôi thích cái nào thì tôi invest cái đó, tôi đầu tư cho cái đó. Còn cô này thì cũng khoái khoe. Ví dụ như thế thì cũng khoái là ở ngoài vô là phải cặp chùm đèn lồng bằng crystal, mấy chục ngàn nữa dưới cho mày ghế sofa bằng da. Không có bị sốc, mình cơ tánh sai biệt. Chư Tăng á, có một buổi chiều đó ngày sa phất, ngày đi về ngày dắt theo 500 vị tỳ kheo, ngày mẹ một người liên 500 vị tỳ kheo, ngày cài giếp 500 vị tỳ kheo, buôn năm an toàn đến Phú Tá, dắt về 500 vị kheo, là mấy chục vị thánh, mấy chục vị đại đại đệ tử về là toàn dắt 500. Thì cái rừng kỳ viên lớn lắm, cái ngồi giống như mà scout đây ngồi nhóm một nhóm nó có một trưởng vậy đó. Thì ở trong bên cạnh Đức Phật có 500, Đức Phật ngồi ở trong rừng trong chính điện, ngày ngó ra ngày hỏi Chư Tăng, các ngươi có thấy 500 vị tỳ kheo đi chung với Sa La Phất không? Dạ thấy, đó là 500 vị đại trí tuệ. Cái ngồi có thấy 500 vị đi chung với một người liên không? Dạ thấy, đó là 500 vị đại đằng lực. Có thấy 500 vị đi theo ngày Quynh năng mà ta nếu ta vậy phải, nó là 500 vị đại pháp sư, 500 vị đi theo ngũ pali là 500 vị đại luật sư, rồi thấy 500 đi theo được đa 500 ác giới ác dục. Sao ngày nói anh câu chúng sanh giới nào theo giới đó, ngu đầm ngu mã đầm mã, nó kết hợp với nhau như vậy. Mà thì mình nói câu là nồi nờ nắp vuông đấy, tức là vì lúc tôi nghĩ không biết là tôi các vị có phải là cái nồi cái nắp hay là cái nồi số 8 mà cái nắp số 3, nhưng mà chúng nó có một cái cộng nghiệp ở trong mỗi thứ dần nên mình mới gặp nhau. Các vị mới chấp nhận nổi một con người mà trời ơi đứng ở như thế, thế là ngồi học được với tôi như vậy là lạ lắm, tại vì các vị biết về tôi hơi nhiều nhưng mà vẫn ngồi học đúng là học. Dạ kinh 25 đó là kinh 24 là kinh trạm xe, nội dung là nói về thất tình nhé, thất tình. Bây giờ nó kinh 25, kinh 7 mồi. Duyên khải, Phật ngữ kỳ viên và pháp thoại được thuyết giảng cho chư tỳ kheo. Đức Phật đã dùng hình ảnh những con nai trong rừng để so sánh với các tỳ kheo đệ tử Ngài. Khi lân la với thế giới loài người, khi lân la với thế giới loài người, khi lân la với thế giới loài người, vậy loài nai rừng ít nhiều, loài nai rừng ít nhiều cũng đối diện với những hiểm nạn, ít nhiều cũng đối diện với những hiểm nạn. Cũng như vị tỳ kheo, cũng như vị tỳ kheo, sống luân lạc giữa dòng đời, sống luân lạc giữa dòng đời, nhiều hệ lụy, nhiều hệ lụy và cảm bẫy, nhiều hệ lụy và cảm bẫy.
thì chắc chắn cũng sẽ phải đối diện, thì chắc chắn cũng sẽ phải đối diện với không ít những hiểm nạn, với không ít những hiểm nạn. Với không ít những hiểm nạn. Hai chấm cạnh đọc dùng. Bài này thứ nhất, bài này thứ nhất. Hoàn toàn bất cẩn. Hoàn toàn thiếu cảnh giác. Hoàn toàn thiếu cảnh giác. Nên ăn các đồ mồi. Nên ăn các đồ mồi. Và bị xa bẫy. Nên ăn các đồ mồi và bị xa bẫy. Chấm. Trường hợp này được ví dụ cho vị tỳ kheo. Sống vong thân. Ví dụ cho vị tỳ kheo sống vong thân vì danh lợi. Sống vong thân, biết vong thân không? Là bán mạng sống, không có màng đến chuyện gì hết. Sống bạc mạng á. Sống vong thân bạc mạng vì danh lợi. Cách đâu vô? Thứ hai. Cách dòng thứ hai. Có những bài này vì quá cảnh giác, nên rút lui vào những chỗ không có thức ăn. Nên rút lui vào những chỗ không có thức ăn. Chấm. Khi sức cùng lực kiệt, chúng sẽ tìm ra khỏi rừng và chết vì thiếu cảnh giác. Và chết vì thiếu cảnh giác. Thiếu cảnh giác. Tới đâu rồi cô? Đã đọc lên. À, không, đã đọc như nghe câu câu cuối. Dạ, ra đâu dòng. Ê, no, 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 no. À, chấm, chấm, chấm. À, trường hợp này được ví dụ. Trường hợp này được ví dụ. Cái trật tự do tôi xếp với trung kinh không hết. Trung kinh kể hết bốn hàng này rồi mới bắt đầu kể cạn thì theo nghĩa cái gì quên. Này là tôi lấy cái tôi ghép lại cái sao. Trường hợp này được ví dụ cho vị tỳ kheo sau khi lúc vào ẩn cư đã không chịu nổi những thiếu thốn. Trường hợp đã không chịu nổi những thiếu thốn. Nên quay trở về. Nên quay trở về với đời sống sung túc. Và thế là cũng mắc bẫy danh lợi. Trường hợp thứ ba, ra đây vô.
cái nội dung bài này thứ ba, bài này thứ ba. Khôn ngoan hơn hai bài này trước. Phải. Chúng vẫn đi đến ăn các đồ mồi, vẫn đi đến ăn các đồ mồi. Nhưng luôn lưu ý cẩn thận đến các cạm bẫy. Hiểu được sự cẩn thận này, hiểu được sự cẩn thận này, phải. Các thợ săn chỉ cần nới rộng phạm vi săn bắt, các thợ săn chỉ cần mở rộng phạm vi săn bắt. Thì cũng vẫn có thể bắt được chúng. Thì cũng vẫn có thể bắt được chúng. Mà không cần dùng đến các bẫy mồi. Mà không cần dùng đến các cạm bẫy. Hay kinh này. Tức là bay nè, nó quá nè. Thì nó gặp ở đâu có mồi nó bay tới nó ăn thì nó chết ra là rồi. Nhưng có cái anh thứ hai á, ảnh nhét anh nhâm ra. Nhưng mà anh trốn cái anh tối anh cũng phải lết ra, khi anh lết anh cũng không cảnh giác, anh cũng chết luôn. Rồi có anh thứ ba á, thì anh nghĩ rằng á, nếu mà ăn chỉ biết ăn mà không cảnh giác thì giống như bài anh thứ nhất. Mà nếu mà chỉ biết trốn như dạng thứ bài thứ hai thì cũng chết. Cho nên anh nghĩ là chuyện là bây giờ anh ăn nhưng mà có thể tránh được, nhưng mà mấy thợ săn khi nó biết được chuyện đó thì anh làm bẫy là mới là giai đoạn 1 thôi, nhưng mà giai đoạn 2 là anh mở rộng cái phạm vi săn bắt, tức là tụi bay không có kẹt trong cái bẫy nhỏ, tụi bay dính trong cái bẫy lớn. Chấm. Ở đây trường hợp này được ví dụ, có biết thầy chùa chết ví dụ này nhiều lắm, rất là nhiều, tức là không chết trực tiếp, ví dụ như nhưng thấy con ta có tiền có sắc là mình, nếu thật sự mình có tâm tư mình đã tránh rồi, nghĩ một đứa nghe được sao cũng được chứ. Nhưng khi đề phòng những mấy đứa thì là cao thủ, nó đâu có ngu gì nó giết mình tự, nó gài thì có chuyện. Các tôi biết mưa gió trong chùa gắn quay của mình với nó biết mình không có rớt nó, mình khôn mà nó biết mình không, thì nó gài cho mình một cái thế khác mà mình phải phải tỏ ơn nó, làm nó tạo ra một cái sự cố nào đó. Mình biết rằng khi mình xảy ra chuyện đó là chuyện của mình, nó cứu được mình đi, nó bài ra mà khi nó cứu được mình rồi là lúc mình chết. Giống như bài này thứ ba này. Cái hạng thứ nhất là gặp gái, gặp tiền, mê tiền thì nó là chết, và nó lỗi là phải rồi mà nó nói. Nhưng mà lỗi thứ hai, rút vào rừng sâu núi thẳm đấy là chết. Tôi có hai vị, tôi coi là đại ca Việt Nam, hai vị thượng tọa chết giống như bài này thứ hai. Rút cho sâu, tới hồi nó thiếu không bài thứ hai chứ. Rút cho sâu, tới hồi mà bị túng quá nó bay ra gặp nào giới cái này. Còn cái hạng thứ ba đó là khôn hơn. Tức là có thọ dụng nhưng mà sử dụng cách cẩn thận, nhưng mà có chỗ Phật nào mà nấy. Nó biết mình có cẩn thận thì nó sẽ gài một cái bẫy theo kiểu mày cẩn thận, phải cho mày chết theo kiểu mày cẩn thận. Chỉ có bài này thứ tư là ok. Trường hợp này đừng ví dụ cho những vị tỳ kheo không còn bị ảnh hưởng bởi danh lợi. Nhưng lại bị xa lầy bởi tri kiến bản thân. Giới trong sạch tu thiền giỏi tự nhiên coi thường khác, coi khác không đầy hết,
Đức Phật là mình lại giới một cái bẫy khác. Như một cái bẫy khác, như bẫy khác gì bản thân. Mà bên kia bị mộ mục trong chùa chìm xuống giữa dòng, bị mắc cạn, bị người giới, bị chi thiên nhất à. Thì trong đời tu vị tỳ kheo có tấm nhân, vị tỳ kheo không thể này đi đến cái bàn, một tấm vào bên đây là dưới ngoại xứ, tấm vào bên kia là nội xứ, hoặc là à, không muốn đời này tu tinh tấn không màng danh lợi, nhưng trung tâm nó còn mong mỗi đời sau được hưởng này kia, cũng coi là tập vào này tập vào kia, có bị chết vì danh lợi này, cái bị mê mẩn cái danh cái sung sướng đời sau. Rồi bị một giữa dòng là lập tham dục nhiều quá, hoặc bị nước xoáy là bị ngũ trần nó cuốn hút, hoặc là bị tiêu thiên giới là bị mê mẩn các cái tầng thiền định, bị loài người giới nên là bị loài người dụ dỗ. Đó, những quan hệ với cư sĩ thân thiết lâu ngày, buồn theo nỗi buồn cư sĩ, vui theo nỗi vui cư sĩ. Vì nên Phật tử bây giờ họ phải nói là nếu mà một có người hỏi mấy sư sớm hôm sư giờ không đứng sư thì sao thầy được Phật, thì có một thứ bị trả lời tại sao cư sĩ giờ không đứng sư thầy được Phật. Cư sĩ thời này nó ông sư mà không có có chăm sóc họ, họ bỏ. Bây giờ phải gọi phone thường, không có nằm thánh thiệt thì tôi không có ý nó móc ai đó. Phải gọi phone thường, rồi mình gặp họ phải thăm sáng quên rồi tối nó hỏi thăm. Còn mình sống quê quá, bỏ nó mặt sáng là tới hồi lễ cái đi kêu gọi tiền, nó cũng không có nhiều à, mà cái họ cần là sáng sao qua khỏe hơn, ngủ được hơn, cứ vậy đó. Nói nó câu rồi nó khái. Còn mình nằm lên bỏ nó rồi cho mày chết luôn. Đó là chuyện có thật, cho nên nồi nào nóc chung ấy. Tôi nghĩ rằng nếu trong đời tôi có những học trò mà họ bị mất, nếu tôi bị mất họ chỉ vì tôi không có chăm sóc họ, tôi không tiếc. Thì cái thứ đó nếu nói trong tình cảm vợ chồng nó là cứ lăn loàn thì nó mất một tiếc, cái vấn đề là thời gian thôi. Cho nên là có nhiều khi mình nếu đúng sống theo tinh thần Phật giáo thì bị sa môn không có thể buồn theo cái buồn cư sĩ. Cư sĩ vui thì mình vui, cư sĩ buồn thì mình buồn. Mà sa môn đối với cư sĩ có những trách nhiệm là luôn luôn hướng dẫn tinh thần cho họ à, hoặc là khi nào họ bị bối rối, họ bị mù quáng chuyện gì họ đến tìm đến mình hỏi ý kiến, thì lúc mình ngồi chân thành mình ngồi mình lắng nghe và mình san sẻ với họ, chứ mình không thể đi quá cái này được. Ở trong 16 thế giới sa môn nó có một cái thế giới rất là quan trọng. Thế giới này có nghĩa là cái khả năng tự giữ mình ấy. Thì trong đó nó có cái chuyện, nó có một cái khả năng là cú lê xuống anh nói cái, tức là tâm của vị tu sĩ, tâm vị sa môn không có bị dính mắc một cách thê thảm vào cái chuyện của tu sĩ. Nên cư sĩ có chuyện nhà họ buồn, cái mình cái chùa cũng buồn theo, đó là không được. Tức là cái sức của mình giúp họ tới đâu mình giúp, ngay cả bậc thánh của đồ quần mà ngày các ngày còn là ví dụ các ngày còn là người cư sĩ đi nữa, mình thấy nếu mà người mà các ngày có cái chuyện gì buồn thì cái mà các ngày cần chỉ là đời sống tinh thần thôi. Cái gì phải nói cho đúng, một vị tu sĩ nguyên đúng nguyên thủy á, thì cái chuyện duy nhất mà các vị nó có thể giúp tu sĩ cũng là về nguyên tinh thần, chứ không phải những cái gì nói cho đúng thì thường mình nhìn dễ bị mắc vào cái trường hợp bài này thứ ba. Bài không thứ ba đỡ, mình bài này thứ nhất thứ nhì thì nhiều, thứ ba đó là thứ tư. Bài này thứ tư tức là nói theo cái kiểu ngoài đời là mày cỡ nào tôi cũng cho mày chết, ác ma cỡ nào cũng cho mày chết. Tức là cuối cùng rồi mình đắc tới thiền nó còn không bỏ mình, đắc thiền mà đam mê trong thiền một lần nữa lại rớt vào cạm bẫy của ma vương. Vì ma vương nó có nhiều cạm bẫy lắm, cạm bẫy danh lợi rồi cạm bẫy thiền định bệnh phỉ lạc. Trời ơi, các bạn hãy tưởng tượng cái cảnh mà mình biết chắc chắn á là kiếp này là mình chết rồi, mình sẽ sanh gì đến mình sống mười mấy ngàn đại kiếp, hỏi làm sao mà đứa nào cũng mê vô ta lên mới chết đi chứ. Rồi mà nó trong kinh nói còn ác nữa là cái bị phạm thiên mà trên đó sanh xuống không có đọa. Cái kiếp đầu tiên mà tự phạm thiên sanh xuống là phải đi về cõi cái cõi ngon lành, xuống dục giới là phải xuống về cõi dư thiên ngon lành, hoặc là nhân loại phải vô làm con của vua quan tướng tá, chứ còn không làm dân thường. Vì họ xuống thời gian dài họ tu mà tu lên trên cõi. Nên mình phải nhìn nhận một chuyện nữa là cái cả bảy mắt ma nó vi tế lắm, nó có nhiều cánh cạm bẫy. Có thể có người nào đó họ đến mua chuộc mình bằng tiền, nhưng có người họ đến không mua chuộc mình bằng một cái gì đó. Mua chuộc mình có nhiều cách, mua chuộc mình mừng về cái tình cảm nam nữ, hoặc họ đến không mua chuộc mình bằng một cái vị trí nào đó mang tính cách tinh thần. Có nhiều người giàu đó, họ không cần cái, chỉ cần cái báo chí, người đài truyền thanh thường nhắc đó họ cần như thế.
các loại chuyện ngoài đời có gì, có biết bao nhiêu tiền vàng trong cái bữa cơm gây quỹ, họ dám bỏ ra 3-4 ngàn đồng để họ mua một món đồ trời đó hỏi để chỉ để được có 5 phút là mời ông như Nguyễn Văn A, Nguyễn B đã lên để nhận món quà do ông đã bỏ ký sổ vàng ủng hộ cho cái gì đó, chương trình gì đó 5 ngàn đồng rồi là chỉ có như có 5 phút mà tự dưới, tại tôi có từng dự mấy mấy kỳ tôi biết, từ cái chỗ ngồi đi lên đó cầm nó lên chụp hình khóc rồi xong mất 5 ngàn đồng. Nhiều người họ mê lắm, có những người họ không kể nó sĩ diện để gì chỉ được 500 đô la họ cũng phải làm. Tức là nói là đã là thế giới phàm phu, chúng ta có nhiều cách để chúng ta chết đó. Có người chết vì danh, có người chết vì lợi. Khổng Tử ngày xưa cũng nói tiểu nhân chết lợi, chết vì lợi, quân tử chết vì danh. Nói theo đạo Phật á, thì cái chết nào cũng là chết, dù chết vì điện giật hay xe cán thì cái chết nào cũng là chết. Thì nó là như vậy, chứ mình đừng có nói tôi muốn bị chết vì tiền, nói đừng có tự hào với mình chết vì tiền, chết vì tình cũng liên quan gì, nói tình cái tiền đó cũng nghĩa lý, họ có mê danh lại, có mê danh mê chẳng mê, có chỗ có nhiều người chỉ cần mà để mua lại đó một cái cuốn thép mà bất lợi cho họ, họ phải bỏ bao nhiêu tiền cũng họ chỉ họ giết luôn cái đứa mà mình đang giữ đó, tôi đang coi cuốn phim mà còn được, dám giết người chỉ vì cái đứa đó, nó giữ một cái đĩa mà nó chứa cái hồ sơ của một công ty, mà hồ sơ làm sao bất lợi vậy, cảnh có một cái quỹ đen, một cái quỹ no trong trong công ty chỉ vì cái bao nhiêu đó thôi mà đi giết người ác vậy. Cho nên mình nói là mình mới nói là không có gì mình đứng, không có gì hay hơn cái lời Phật ngày nói là sống tỉnh thức là tốt, mình sống tỉnh thức bất cứ tình huống nào mình cũng thấy chết, chết thằng khôn chết kiểu thằng khôn, thằng ngu chết kiểu thằng khôn ngu. Rồi cặp đầu dòng thứ tư, bề nay thứ tư không đam mê các đồ mồi. Không đam mê các đồ mồi một cách cực đoan, mà cũng không cống cánh một cách thái quá. Không đam mê đồ mồi một cách cực đoan, mà cũng không cống cánh một cách thái quá. Phải chúng đi ăn một nơi, chúng đi ăn một nơi và trở về ẩn nấp ở một chỗ. Nằm ngoài phạm vi săn bắt của thợ săn. Cái này nghĩa là bề nay thứ ba cái này cũng khôn, cái chỗ mà tụi nó núp nó nằm ở trong cái phạm vi bắt của người ta. Tại vì mở rộng cái phạm vi ra dính khoảng ăn lên của người. Quên mất rồi, này đọc không nhớ. Trường hợp này được ví dụ cho những tỷ kheo, cho những người tu hành. Trường hợp này được ví dụ cho những người tu hành. Biết dùng thiền chỉ để vượt qua năm dục, và biết tu thiền quán để đoạn trừ tất cả tham chấp, để đoạn trừ tất cả tham chấp, để đoạn trừ tất cả tham chấp.
kể cả các tầng thiền chứng, kể cả các tầng thiền chứng, kể cả các tầng thiền chứng. Tối nay mình học hai tam đề và hai đề kinh trung bộ, ngày mai chắc học hai tam đề đó. Mấy đúng rồi. Còn cái chữ quý ba cá đó thì chỉ có dùng cho cái trường hợp quả dị thuộc của nghiệp báo thôi. Ví dụ như mình làm việc thiện thì mình được hưởng quả vui, làm việc ác thì mình bị hưởng bị quả khổ, thì cái đó gọi là xài quý ba cá thôi. Chứ còn nếu đối với đạo quả thánh nhân mình nó xài chữ quý ba cá được. Còn cái chuyện ấy chữ phá lá đó cô, nó xài cho nghĩa thông, nói chung là chữ phá lá là nghĩa thông thường cũng được mà nghĩa đặc biệt cũng được. Còn riêng về chữ quý ba cá nó chỉ có một cái nghĩa thông thường, tức là nghiệp và nghiệp quả thôi. Còn cái chữ a ni sanh xá đó nó cũng có nghĩa gần giống như là chữ quý ba cá hoặc là chữ phá lá vậy, nhưng mà nó cũng có trường hợp nó xài ở nghĩa rộng hơn. Thí dụ như vị tỳ kheo mà giữ được cái hạ đó, giữ được hạ đó thì sau khi ra hạ mình được hưởng năm cái anisansa, thái cái anisẫn á, là năm quả báo. Ví dụ như tỳ kheo muốn ăn gì thì không có được nói theo luật á, mà đó là theo cái xã hội hồi xưa, chứ mình giờ thì khác. Bây giờ muốn ăn gì là người ta không biết, người ta cũng không biết thôi không nói. Nhưng mà đối với vị nhập hạ được á thì họ lại có quyền nói khi được yêu cầu. Rồi vị tỳ kheo mà bình thường đi ra khỏi chùa thì phải là báo cho chùa biết, nhưng không mà được chẳng hạ mà giữ được hạ ra chùa khỏi báo, có thể làm đường tăng phước ngàn. Thì đại khái nó là năm quả báo của vị giữ hạ, vị giữ được hạ để là rồi anh đi sang sát, tức là nó không phải là quả nghiệp nữa, mà nó là cái result của cái chuyện kia. Nó không hẳn là nghiệp báo đây. Mà hôm nay chúng ta học là chúng ta học về cái gì, về những quý bà cá, tức là quả dị thục. Quả dị thục thì tam đề quả đó, tức là chúng ta đang học về ba cái vấn đề mà nó có liên quan đến cái quả dị thục. Đức Phật này nói thế này, hôm qua tôi đã nói đó, mình học về đầu đề tam, tức là mình học về 22 vấn đề giáo lý, mà mỗi vấn đề như vậy được Đức Phật này phân tích nó thành một bộ ba. Ví dụ như mình học về cái tam đề thứ nhất là tam đề thiện, có nghĩa là trong tâm thì đề thiện đó Đức Phật này phân tích tất cả những gì mà nó có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với pháp thiện thì nó được gọi là tam đề thiện. Ví dụ như câu đầu tiên Đức Phật nói là tất cả các cảnh, tất cả các cõi, tất cả các người, các hạng người, các hạng chúng sanh, tất cả các cái cảnh giới, tất cả các chúng sanh đó, thì gom lại nó chỉ có ba thôi, nó nằm trong ba pháp thôi, đó là tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện và tất cả pháp vô ký. Rồi chúng sanh do luân hồi vô thủy nhiều đời nhiều kiếp, mình mới do cái phiền não nó tích tập, nó quân tu quân tập cho nên nó khiến mình có những cái ngộ nhận là có nam có nữ, có đẹp có xấu, có giàu có nghèo, có sang có hèn. Chứ còn mà theo cái cách nhìn của bậc thánh nhân thì vạn loại hữu tình đến các cái cảnh giới tái sanh như là địa ngục a tỳ, lên cho đến cái cõi hữu đảnh như là ngũ định cư, sắc cứu cánh hay là phi tưởng phi tưởng, tất cả những cảnh và những hạng chúng sanh đó, những cảnh giới và chúng sanh trong đời thì gom lại nó chỉ nằm ở trong ba cái vấn đề lớn, đó là tất cả pháp thiện, tất cả pháp bất thiện và tất cả pháp vô ký. Cái nhân nào mà tạo ra cái cảnh giới sa đọa thì cái nhân đó được gọi là pháp bất thiện. Nhân nào mà tạo ra cái cảnh giới, nó tạo ra cái cảnh giới an lạc á, thì gọi là cảnh thiện. Mà cái con đường tu học của Đức Phật là Ngài dẫn mình đi đến một cái cảnh giới không có thiện và không có bất thiện. Cái chữ cảnh giới để tôi xài một cách tương đối thôi, chứ Niết Bàn không phải là cảnh giới, mà Niết Bàn là một trạng thái. Ví dụ như hỏi cô tỷ bữa nay khỏe chưa, cái nói rồi khỏe rồi, hỏi cái khỏe nằm ở đâu, cái sự vắng mặt của các chứng bệnh thì gọi là khỏe. Chứ hỏi kêu hỏi chỉ cô cái khỏe nằm ở đâu là sao, cô chỉ nãy giờ cô chỉ trên mặt tôi, trên tay, trên chân, cái thiệt tình tôi không biết cái khỏe nằm ở đâu. Nhưng cô có tập tạ thì hỏi cái cơ bắp cái muscle cô nằm ở đâu thì tôi cũng chỉ được, tôi chỉ ở chỗ tay chỗ chân chỗ này chỗ kia. Chứ
còn hỏi sức khỏe, hỏi hôm qua nó bệnh không? Dạ hôm qua bệnh. Hỏi giờ nay khỏe chưa? Nó khỏe rồi. Hỏi sức khỏe nằm ở đâu? Thì cô chỉ trả lời là sư là khỏe, nghĩa là tôi không có bệnh nữa. À, chứ còn thiệt tình khi kêu tôi chỉ, tôi mới chỉ nằm ở đâu. Hoặc là hỏi vậy chứ cái phòng này hôm nay sao nó lạnh hơn tháng trước? Thì tại vì tháng này tháng mùa đông. Rồi hỏi vậy chứ cái nóng của tháng trước đi đâu mất tiêu rồi? Học cái cô trả lời rồi đó, không ai để ai hết đó. Cái mùa đông thì tụi nó không có nữa, nó bắt là do cái những cái ảnh hưởng của cái bầu khí quyển mình, và rồi với đại dương, với rừng, tất cả những cái đó cộng lại với khí quyển mình, rồi với rừng, với biển, nó cộng lại nó tạo ra mùa đông. Tạo ra mùa đông của mình, tất cả những cái đó. Thì cho nên hỏi là cái nóng của tôi nhớ có một tháng nào đâu không, tụi mình cứ tôi từ ở ngoài cửa mà tôi vô, tôi đứng ở đây nè, tôi đứng mà tôi phải có đồng hồ là tôi biết rồi, nóng quá đi. Thế tôi làm cái việc gì mà tôi biết nó nóng quá mà làm phút rồi tôi không làm. Tôi vô tôi lấy đồ mà tôi biết tôi rất là làm biếng. Có một lần cái đậu hũ bé nhà tôi lấy cái gì đó mà tự tình tôi vô tôi nóng quá tôi chạy ra, tôi nói để mai cái gì lấy chứ bị nóng quá. Mà vô chút xíu cũng chạy mở chạy ra. Thì tuy nhiên mà hỏi cái nóng nó bây giờ nó đâu rồi? Thì mình chỉ có thể trả lời một cách rất là nôm na và rất là dễ hiểu, rất là giản dị, đó là tháng này tháng mùa đông cái nóng mùa hè nó mà. Niết bàn là gì? Niết bàn là sự vắng mặt của phiền não. Còn hỏi sư có thể nói một cách chi tiết hay không, thì phải nói là cái cảm giác đó chỉ bậc thánh họ mới biết, mà họ cũng không có ngôn ngữ để họ nói. Vì sao? Vì đối với một cái gì không thể giải thích mà ta càng cố gắng giải thích thì ta sẽ bóp méo nó. Tôi nói là tự nhiên kiểu tôi nói hoài một ly cà phê không chịu uống cứ đi hỏi thì tôi không có ngôn ngữ nào để tôi tả. Tôi chỉ là có nước rồi tôi đi pha một ly rồi tôi rót vô họng các vị thôi, chứ không có một cái ngôn ngữ, không có một người nào mà ăn nói hay giỏi đến mức mà có thể diễn tả cho một người chưa từng uống cà phê biết được một cách exactly thế nào là cà phê. Chỉ nói từ đó thôi. Thì Niết bàn cũng như vậy. Cho nên Đức Phật nói rằng sự chấm dứt tham sân si là Niết bàn. Còn những ai muốn biết cảm giác nó ra sao thì làm ơn cứ tu học. Nhưng mà có một chuyện mình phải thấy, đó là ngài Chân Cha hoặc ngài Buddha Đa Sáng cũng nhìn nhận một chuyện, đó là dầu một người không phải là thánh nhân, nhưng nếu tu tập đúng cái con đường tới niệm xứ thì cũng vẫn có một cái niềm tin và cái sức hiểu đối với cứu cánh với bạn nó khác người thường, nó hơn người thường, nó không giống người thường. Các vị nghe nghe kịp không? Tôi ví dụ nha, trước đây đó mình khổ mình buồn, mình chỉ biết là mình khổ mình buồn, và tôi phải nói rằng tôi không phải là thiền sư mà tôi cũng chưa có là thiền sinh, nhưng mà tôi có biết một chuyện, nếu tôi không có học Phật pháp, những khi tôi buồn tôi biết phải làm sao. Nhưng mà khi mà nhờ có Phật pháp, những khi tôi buồn tôi nghĩ đừng cùng tôi nghĩ trước sau thì cũng chết à. Mình có giận họ họ là mình có thương còn cách mấy nữa thì trước sau cũng tôi nói rằng tôi có đọc ở đâu đó một cái đề nghị mà sau này ông Du Tử Lê ông cũng đã nói như vậy, những khi buồn quá không còn bạn bè nào để mình nói hãy tìm đến Nghĩa Trang, bởi vì tất cả những đám mồ đó mình thấy nó là im lặng, nhưng mà thật ra không phải im lặng, nó nói cho mình ra nghe rất nghe ra rất là nhiều chuyện đặc biệt. Ví dụ như mình thấy cái bà đó hồi xưa bà là bà tứ công hầu bá tử nam, của bà là triệu phú gì đó, khi bà ra mồ thì bà có giúp với người khác thôi. Thì Niết bàn là gì? Niết bàn là một cái trạng thái mà ở đó chúng ta tiếp tục, nếu mà chưa phải là vô dư Niết bàn mà là hữu dư, thì hữu dư Niết bàn là một trạng thái mà chúng ta vẫn tiếp tục ăn, vẫn tiếp tục sống, vẫn tiếp tục thở, vẫn tiếp tục sinh hoạt, nhưng mà bằng một cái nhìn của người có hiểu biết. Các thầy biết là tôi ở bên Việt Nam, tôi có được tiếp xúc với một vị trụ trì. Vị trụ trì này ngày xưa là một kiểu gì đó, một người mà kháng chiến theo Việt Minh. Thì ổng là thành phần trí thức, cho nên khi mà ông bị nhốt trong tù, nó nhốt chung với tù trí thức. Với thành phần tù chính trị đó, trong đó nó có nhốt cả mấy ông bác sĩ Tây nữa, những bác sĩ Tây mà phản chiến, những bác sĩ Tây mà chống lại cái chế độ thực dân, nó nhốt luôn. Rồi trong đó nó nhốt, trong đó có một bác sĩ người Nhật. Thì cái vị sư này, vị đại đức này mới kể cho tôi nghe. Bên Việt Nam thì tôi qua Mỹ mới xài chỉ tượng đọa, cho bên Việt Nam đại đức là lớn lắm. Việt Nam mà cỡ ngài bú bưu như vậy, nên mà gặp vị khác nói chuyện tôn trọng là bạch đại đức. Và kêu bệnh ngài là chứ không bên Việt Nam xài chỉ tượng đọa. Em tụi tôi đó, còn bệnh bốc đông nữa xài lung tung. Thì từ đó tôi đại đức. Ẩm ngộ lắm chứ. Mình đi ngang cái đám mà tù hình sự đó, tù mà dịch dọc 73 phép cái đầu được. Nó mà nó bình thường nó hung hăng, nó khỏe thì nó hung hăng, mà khi nào mà nó bệnh nó la, nó sợ, nó khóc, nó dùm. Nhưng mà riêng cái đám tù kia
khi có người bệnh là bác sĩ A chăm sóc bác sĩ B mà đánh á. Hoàng nó thương tôi, nó chăm sóc tôi thì lát sau là tới tiền Hoàng tôi bị leo lên rồi đánh nói gì thì tôi chỉ nghe bị lo Hoàng trước mặt mũi nó máu không, mà tôi cũng tính bơ cũng chăm sóc. Ông nói tại sao như vậy, rồi ông nói biểu là những người nằm đó họ đều biết rõ cái cấu trúc của một con người, hiểu không? Chứ họ nhìn cái họ nhìn nhưng mà bị đòn đó này đánh cho ra máu rồi chứ không bình hậu, mà họ rõ biết cái nào bình hậu nào bình hậu họ biết. Thì có một lần đó ông cho ông kệ ông bị tụi nó lên nó dập ông một trận, không biết xuống nó lo xuống liên nói nó lo xuống giờ nó là thất huyết thất khiếu của xuất huyết, tức là cái chỗ nào chỗ ta nó ra nó miệng nó ốc rồi. Thì trong nói liên qua nó lại là tay nó cũng có cái binh vực nữa này. Tù nó nhốt nó biết có mấy ông sĩ pháp gì đâu, cho đến giờ mình mỗi ngày nó cho mình được một ca nước đá, một ca thì có hai cục nước đá để uống trưa hè mà nhiệt đới mà uống. Thì ông trong đó ông bác sĩ mình thấy lôi không để đứt người vô ông lỡ mặt 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 xong cảm nói ông đứng rồi nói hết, ông nói với tất cả bác sĩ trong phòng trưa nay tôi xin tất cả anh em nhìn nước đá đắp đắp đá vậy vậy nó cầm máu rồi ổng ông bác trong đó có một bác sĩ người Pháp ổng là xin thuốc ho cho mình uống chứ xin trực tiếp xin mình nó xin cho bác sĩ nam nó uống cho. Thì ổng ngộ nghĩ được bao nhiêu là thuốc thì ổng nói với mấy ông bác sĩ nào mà từ đây nó có cảm tình mỗi ông xin một loại, giống như ông là xin Lorimifong, ông xin Aprep, ông xin thứ nó vậy đó dù cho. Thì mà tôi muốn trả lời vấn đề đó là biết cái hữu duyên niết bàn là sao, tức là các vị nó vẫn sống trong đời này, vẫn thấy vẫn nghe vẫn ngửi vẫn nếm vẫn đụng vẫn siêu tư, nhưng mà cái nhìn của người có hiểu biết nó khác mình. Một người có hiểu biết khi họ đối diện với cảnh họ giống như người không có hiểu biết. Trong đời tôi có gặp rất là nhiều trường hợp khi mà bối rối mọi người có cách phản ứng khác nhau. Phật thánh đối với các cảnh trần các ngài cũng có cảm xúc, nhưng mà cái cách phản ứng ngài không có giống giống mình. Và nếu ai đó có hỏi rằng thế nào là sự khác biệt giữa phàm với thánh thì mình hoàn toàn có thể trả lời rằng đó là phàm thánh khác nhau ở chỗ phản ứng này. Chứ hồi nhỏ đó tôi mới vô chùa tôi nghe nói Đức Phật, tôi tưởng tượng cái này ngài là một người nói thêm kiến nghiệp đó nữa, bất độc bất xâm mà đau thương bất nhập, nghĩa là người như ngài là cái gì không có một cái gì mà đụng tới được hết. Không phải, ngài cũng đói, ngài cũng lạnh, ngài cũng bị sốt, ngài cũng bị nhức đầu, ngài cũng bị tiêu chảy. Tại trong kinh nó kể rõ lắm những cái chuyện lắm, nói Đức Phật là bị đau lưng kinh niên. Dạ, ngài Đức Phật là bị đau lưng kinh niên. Rồi Đức Phật ngài tính nói là vẫn bị bón, cho nên ông chia với cá đó, ông chia với cả cô ma ra bác chắc, ông mới làm một loại thuốc bột, ông bỏ vô trong cái bông sen đó, ông mới dâng cho Đức Phật, ông nói thế tôi chỉ cần hít ba lần thuốc mạnh như vậy đó. Thì ngài bị ngài quả ra, trong kinh kể chi tiết mà ngài bị bệnh như mình vậy thôi. Và chính ngày nay cũng so bớt như Đức Phật, khi mà Đức Phật 80 thì ngày nay cũng 80 mà khỏe lắm. Chị ngày nay bị học trò mà ngài chăm sóc, thì tôi đọc một đoạn kinh rất là xúc động. Ngày nay có một buổi chiều đó ngày nắm tay nắm chân Đức Phật rồi ngài bạch thế tôn các hành lẫn vô thường, thì tôn có 32 hỏi cưới vậy mà ở tuổi 80 thế tôn cũng như vậy, cũng phải già như người ta. Cái phần nó an nan này, cái thân bất tịnh này ai có thì như vậy vậy thôi. Như Lai hôm nay vì nhân duyên chiến tranh, Như Lai tiếp tục vào quằn quá độ sinh thì Như Lai phải trụ thế. Như Lai giống như một cỗ xe già muốn chạy thì phải ràng rịch là hơi nhiều đó. Anh cứ nhăn nghe nhưng mà điều dĩ nhiên là cánh đẹp hơn mên. Những cái việc tôi phim thấy Trương Tâm Phong đẹp cũng chết trăm hoa chú chuối như con mình. Thì như vậy đó, Niết Bàn là như vậy. Niết Bàn là một cái mình hiểu khi mà mình đối với cảnh trần mà mình có cái nhận thức của một người tỉnh táo, và cái phản ứng của mình, cái phản ứng mà đối với phiền não mà nó không có sự can dự của phiền não thì ta gọi đó là Niết Bàn. Niết Bàn như thế. Còn khi mà cái tâm tử, tức là cái lúc mà mình tắt hơi thở cuối cùng thì thay mình còn nhân còn duyên thì mình còn tái sanh, còn không có nhân duyên nữa mà vậy thôi. Nhưng mà tuyệt đối không bao giờ đồng hóa Niết Bàn với là hư không, nữa là trật. Bởi vì còn nghĩ Niết Bàn là cái gì đó là bậy. Niết Bàn không phải là cái gì hết. Bởi nếu nó là cái gì đó, nó là something là nó còn là sự hiện hữu. Mà Niết Bàn là sự vắng mặt của phiền não, của ngũ uẩn. Đó là mình đừng suy nghĩ thêm nữa, cứ lo tu. Thì chính cái người mà tu đúng với lời Đức Phật, họ tự họ sẽ tìm câu trả lời. Và cho dù họ là má ruột của mình, là ba ruột của mình, là anh em ruột của mình, họ cũng không thể nào nói cho mình biết. Không phải họ xấu mà vì họ không muốn mình như vậy. Trong kinh thì nói về Niết Bàn, trong kinh dùng cái hình ảnh là một chuyện con rùa với con cá đó. Đó hình ảnh tôi rất là thích. Con ngày kia con cá lâu ngày nó không gặp con rùa. Nó hỏi con rùa chứ anh đi đâu? Thì nó lên tôi lên cạn đi chơi. Thì con rùa nó hỏi con cá nó hỏi về đất về trên cạn như thế ra sao?
thì con kia nói trên đó có cây cỏ ao đập sông hồ núi non biển cả. Thì con rùa nó nói, con cá nó không hiểu, thì con rùa nó nói tốt hết tôi đem lên trển, chứ còn giờ tôi càng thả họ càng cả càng tầm bậy. Cho nên hồi xưa tôi cũng ức, khi ai đến hỏi tôi coi kinh mà thấy ai đến hỏi Đức Phật và Niết Bàn mới trả lời, thì sau cùng thì mình lớn mình biết ít chuyện rồi nó mình nói, cũng có lý. Cái điều một cái chuyện không thể giải thích mà càng thích càng bậy ra, đừng có nói đến Niết Bàn. Trong đời này có những hiểu lầm nhau trong cái cách đối nhân xử thế mà mình càng giải thích nó càng chết. Cho nên nó có tôi không có được hòa nhã nhu nhí như một số về, nhưng mà tôi ác lắm, khi nào tôi bị cái cảnh nào tôi giải thích được ai nói thẳng với người đó tôi nói một muốn cái du bị giống tôi dù biết hiểu không. Nhớ là đâu tôi xuất viện ở Việt Nam đó, tôi nhập viện bị bệnh nó cấp cứu, xuất viện cho tôi ăn không được, mà mấy người quen á ăn họ cho mình ăn đồ ngon á, bệnh mà Việt Nam có tật đó, họ khỏe không cho ăn, mà tới họ bệnh là bao nhiêu món ngon trên đời này sơn hào hải vị là đem đổ là không có thằng bệnh. Thôi đầu tôi cảm ơn rối rít cho nó cảm ơn, không mệt quá gì cho tôi nằm ngủ chút, họ ép tôi rồi mới mở ngủ gì mấy ngày nay, xuyên ngày nào tôi cũng xin tiếp tiếp tôi cọc lên giờ nữa nhưng mà tôi cầu chúc cô ơn ngủ bị giống như gì bé nó tôi nói đấy nhỉ tôi điên rồi tôi nói tôi cầu chúc cho cô á nha bị giống như đuôi đó. Rồi tôi mới đè cô ra tôi đổ hậu cho cô ăn nha, tôi hiểu không, im luôn khổ giống như nè tức quá mà. Mai là cái bệnh thôi mới là niết bàn, nhưng mà đứa nào bị đứa nó mới biết cái thứ mà miệng những cảnh miếng ngoài nó bị có biết cái cảnh không, mà đó có chữa biếng mà miệng chảy nước miếng ngoài bụng những trong lòng có gì hết mà miệng nó chảy nước thì kiểu nó không cách gì mà tổng yêu được hết ác vậy đó. Chứ đừng có mà nghĩ đến cái bàn tôi nói rồi cái bệnh đó, đứa nào bị nhỏ ngu bị nhức răng á, trời ơi bây giờ mình bị đổi mình đi chảy đổi liền mà thiệt sao đó bị chảy nó có cái khổ bị chảy tối mùa đông lạnh muốn chết tự nhiên nó như nó muốn trời ơi cứ nghĩ rách sưng nằm trong nhà Việt Nam có rách sưng nằm ngoài vườn chưa kể mấy tháng mưa mà lắc sợ ma lạnh buồn ngủ đau bụng mọi đêm làm cho mình bốn băng vậy. Rồi có lần tôi đi tôi giảng ở phòng bệnh thường ở đây tôi đang giảng muốn quá đi tôi hỏi nhà cái bà chị nhìn mẹ em, mẹ em nhìn bà chị họ cứ bấm bấm nhau khó chịu cuối cùng họ đưa mình cái thằng kia tôi hỏi chị đây một cậu cái quả đó là quả cần chúng ta học về ba vấn đề. Thứ nhất là tất cả pháp dị tục quả, tức là hôm qua Đức Phật nói rằng tất cả mọi thứ trên đời này nó không chỉ nằm là hoặc là thiện hoặc là bất thiện hoặc là vô ký, mà hôm nay nó tất cả pháp trong đời này nó chỉ có gọn trong những cái này. Có cái đầu tiên là tất cả dầu vua chúa hay là địa ngục hay là con ngưỡng thú, tất cả nó chỉ gói gọn ở trong ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất tất cả pháp dị thuộc quả. Hôm nay nếu mình gặp Đức Phật ngày nhìn các vị ngày này là dĩ quả quả thứ các vị còn nhớ đâu đâu, dục tri tiền thế nhân kim thân thọ giả thị, dục tri lai thế quả kim thân tác giả thị. Muốn biết đời trước của mình ra sao nó nhìn giờ nữa là chứ mình đừng có phải ngồi phải đi theo ông tư và tám rồi mình sôi căng sôi kiếp khỏi nhìn vậy nó đã ra được một phần rồi. Dục tri tiền thế nhân kim thân thọ giả thị, muốn biết nhân trước đó, ra sao thì coi bây giờ ta hưởng cái gì. Dục tri lai thế quả, muốn biết đời sau ta như thế nào thì kim thân tác giả thị, cơ thân này đang làm cái gì. Cho nên hôm đó có thời pháp lên chính điện tôi nói một trong những cái cách nối ra tương lai hay nhất đó là mình tạo ra tương lai. Chứ giờ cứ ổng học cái đè gặp ông sư cái đè đó, thầy có tay con có tầm bác sĩ được không, mỗi giờ ông nào làm gì, ông đi tán gái đánh bài nhậu ai cho là bác sĩ, cho chích heo mà đâu có dám cho chích như đừng có nói là chích người hả. Cho nên là một những cách mà đoán bối ra tương lai chính xác nhất chính là ta tạo ra tương lai. Thì tôi đang làm những chuyện mà tôi biết là tương lai nó, nếu mà tôi có khuyên tha tôi sẽ làm được số việc mà tôi đoán được, tôi khỏi cần cầu tài, trừ ra tôi bị xe đụng lên tôi sẽ về miếng điện, tôi sẽ có một số lượng anh văn đủ để mà tôi tiếp xúc với người ở các thiền viện, các thiền sư thiền sinh. Tôi nghĩ là tương lai sẽ có lúc tôi về thăm Việt Nam trước khi bà mẹ tôi mất. Đó là những cái mà tôi bối ra được. Vì sao? Vì thứ nhất là cái tình cảm của tôi đối với pháp môn Thiền Quán không mất, tình cảm của tôi đối với mẹ chưa mất, tình cảm của tôi đối với quê hương Việt Nam chưa mất, và cái ý chí đó đối với tôi hôm nay cũng chưa có mất. Ý chí mà lên đường cũng chưa mất. Và thật sự ở đất Mỹ nó không có gì thật sự mà nó ràng buộc được tôi. Thì tất cả những điều đó tôi nhìn vào, tôi bỏ hết mấy đó lên trang giấy trắng, tôi nhìn ok vậy là cái kết quả của những cái này còn cộng lại nó sẽ ra cái chuyện mà tôi sẽ ra nước Mỹ khi tôi có quyền thật. Cho nên là dục tri tiền thế nhân kim thân tác giả thị, thọ giả thị là như vậy.
Cho nên tất cả cái gì trên đời này nó gói gọn trong ba vấn đề. Thứ nhất, tất cả pháp gì thuộc quả. Hai chấm. Nghe cái ai cái bắn nêu cái ra từ đây về sau trong thời gian học mà học tuần đề tam làm ơn không có thiếu được cái bắn nêu, nó có một cái niềm vui mình hôm nay Thái Lan các cái trường Phật học ở các trường vi pháp người ta cũng xài bắn nêu mà người ta kêu là thành sự mà Ajahn Du. Ajahn tức là giáo sư, còn đuông là mấy vòng tròn. Tức là ngài là người Việt Nam học nó lấy bằng thủ khoa trước khi rời Thái Lan để lại cho Thái Lan một cái kỷ niệm này, tức là Ajahn Du. Cho nên đó là cái vinh dự những người Việt Nam mà những người Việt Nam qua học bên này học trò anh ấy, học trò Ajahn Du. Còn những cô thì không phải học trò của ngài, kia là sư cháu nội của ông Ajahn Du. Rồi trên ngó xuống 12 bất thiện phải là gì thôi không bỏ nha. Rồi trong 18 tâm vô nhân á, có bao nhiêu cái tâm quả và bao nhiêu cái không phải tâm quả. Bỏ đi ba cái cuối. Vậy thì nó còn lại bao nhiêu 10, 15 tâm quả vô nhân. Rồi nhớ cái 15 đó. Xuống tới dưới đây nữa. Trong 24 tâm này nó cái tâm nào là tâm quả. Bỏ 8 tâm thiện, bỏ 8 tâm tốt. Còn là 8, 8 với 15 nhớ đó. 5 thiện bỏ, năm tố sắc giới bỏ, chỉ giữ cái năm quả thôi, giữ đó. Bốn thiện vô sắc bỏ, bốn tố vô sắc bỏ, giữ lại bốn bốn quả. Trong 40 tâm vô siêu thế có bao nhiêu tâm quả thì 40 quá bao nhiêu tâm quả? 20 rồi, cộng lại. 48. Ừ. Thì cộng đây đi, bây giờ ghi hai chấm. 15 tâm quả sắc giới, 15 tâm quả vô nhân. Các vị đừng có chê con số 15 nó quan trọng. Hôm nay mà cái gọi là cô Thủy, cô Hương, cô Định Đương lại chỉ nằm trong số 15 rồi. Thì có gì đâu, mắt tai mũi lưỡi của mình á. Cho nên mình ngồi mình tưởng mình làm cái gì đó ghê lắm, chứ chỉ trong bắn nêu đó mình có một cục rồi, chứ mình đâu có gì đâu xíu. Thế nên còn cái 40 tâm siêu thế tâm mà mình có rồi. Rồi mấy cái tâm mà đấu đại là dứt khoát là mình làm gì có tu mà có. Rồi 8 năm tố thì mình làm gì có nha. Thì mình còn lại có 8 đại quả, mà 8 đại quả đó mà còn mình có, mình có trong cái tình trạng nào, mình tái tục bằng tâm nào? Đồ mình tái tục bằng tâm nào thì mình tục sanh hậu kiếp và tử bằng tâm đó. Ví dụ như cái kiếp vừa rồi đó, cái đầu kiếp sống này lúc mình chui vô bụng mẹ đó, mà mình tái sanh bằng ở đây chắc lẽ không ai tái sanh bằng tâm quan sát rồi. Ở đây tôi tin tưởng là tâm đại quả, nhưng mà đại quả thọ hỷ hay là thọ xả. Trong kinh nói cái người nào mà bình tĩnh mà sinh hoạt vui vẻ thì rất có thể đó họ tái tục bằng tâm thọ hỷ. Còn tâm họ cứ thận hứng hở, có nhiều người cả đời kiếm nụ cười không có. Họ xả rồi họ xả mà ly trí hay là hợp trí. Nếu mà ly trí thì nếu mà hợp trí thì họ rất là thông minh, còn mà ly trí thì họ rất là cù cà. Rồi vô trợ hay hữu trợ, họ nhậm lẹ hay là họ có gì cũng chậm lục đời đời. Do cái mình đi vào đời bằng cái tâm nào thì mình đời sống mình nó quyết định như vậy. Quan trọng. Nhưng có nhiều người họ nghe, họ có nghe mà không có học. Cho nên họ nghe họ nói là mình tái sanh bằng tâm nào mình chết năm đó, cái họ cứ nghĩ rằng đúng sao chỉ có một tâm phải. Nên là hết cái đó là qua cái sống khác. Nếu trong đời sống này mà tôi có tu tập nhiều thì khi tôi chết á, chết hết kiếp này đó, tâm tử nó xuất hiện xong á, thì cái tiếp đó là tâm tục tái tục. Tâm tái tục đó nó sẽ là tâm đại quả. Hoặc là nếu tôi có đắc thiền thì nó là cái đắc tâm quả đấu đại. Còn nếu mà cái phước quá khứ tôi kém lắm thì sau khi mà tôi chết rồi đó thì tôi sẽ đi đầu thai bằng hai cái tâm quan sát, thọ xả quả thiện hoặc là thì đạo bất thiện. Thọ xả quả thiện thì tôi sẽ sanh làm khờ khảo bị đau xương cơm rồi đó. Còn nếu mà quan sát thọ xả quả bất thiện thì làm heo bò chó gà vịt vật ngạ quỷ atula súc sanh địa ngục. Thì mấy người bên đây tôi nghĩ là ai cũng có một cái hoàn cảnh tốt, ta sẽ gọi là tốt. Đó là về thân tướng mình không có vấn đề,
đông lớp thì có mình tôi rồi có vấn đề rồi thân tướng hay gì nữa ở về tài sản ở đây mình đương đó mới nói là nó ở màu bọn như tụi Uganda hoặc là tụi Somali, Ethiopia, Châu Phi mình không nói mà tàn mạng vậy. Rồi đó là phước vật, phước đức, phước trí là mình đây là những người có thể phân biệt được chuyện khác. Mặc dù mình phân biệt thì mình vẫn là mát nhưng mà có phân biệt nha. Thì đại khái nó còn khá hơn không có phân biệt. Thì tôi có một niềm tin rằng những người mà tôi thấy trong chùa thì tôi nghĩ là họ không có đến nỗi mà tái tục bằng cái tâm quan sát. Tôi nghĩ là đại quả hết á. Nhưng mà cái đại quả hợp trí hay là ly trí, thọ xả hay là thọ hỷ, hỗ trợ hay là vô trợ thì cái đó tôi không có biết được, bởi vì cái đó là Đức Phật đã biết chứ mình biết. Ví dụ như có những người họ lanh là lanh trong cái dẫn chơi thôi, chứ còn học còn chi thế thì nếu họ, tôi có biết một cô cũng vui vẻ lắm, nó học cái con ngủ đầu đà đó Việt Nam kêu cô bông thì nghiệp nó tốt lắm. Mình có thấy ví dụ của đây với cô Cẩm Hoa của chùa mình cũng vui vẻ không có can được, vui lắm, nhưng mà cứ là nghe nói là chùa nào có đầu đà một đêm, nghĩa là một đêm đầu đà đó là cô đi thăm sáu chùa đó. Chứ không phải như phần tử đèn đi có bắp lưng đâu. Tại bên một cái Sài Gòn nó 11 quận đó, là quả đi nhiều chùa lắm. Mà bà tới bà lo có chuyện à, đường chữa cà phê rồi lo mua đồ để nấu cháo sáng cho Phật tử với chư tăng, xong rồi bà đi qua chùa khác, bà lấy chân đạp chạy vòng các chùa để bà lo có nhiều thôi. Thì cái chùa nào cuối cùng bà mệt rồi đó là bà sẽ ngồi xuống bà ngủ. Không phải mệt, bây giờ kêu bà đi một chùa chứ gì, có nhiều người thương mấy Phật tử thân á, kêu bà thôi vậy chị đi một chùa thôi, chị làm được lưng hết trơn á, đường mà phải tới 4 giờ sáng mà mới đi hết các chùa, để mà bạn thân thôi bây giờ chị đi hai chùa thôi. Rồi để thời giờ nghe pháp nữa chứ, cái bà cũng có lý rồi, thì bà đi hai chùa thằng thân này cũng ngủ nữa. Bây giờ ép một chùa thì bà ngủ thì kiểu một chùa ngủ nhiều hơn vậy thôi, chứ còn thật ra là cuối cùng không ai dám can mà hết, nhưng mà muốn đi đâu mấy chùa mà kệ bà, chỉ cần mà cản mà giữ bà là bà ngủ dứt khoát, bà ngủ thôi. Cho nên là mà mình học bữa nay mình học về tâm đề thiện, tâm đề quả, tức là tất cả những cái chuyện trên đời này chỉ riêng về tâm đề quả thôi, nó là một vấn đề mà nếu mà chỉ đăng thuyết pháp trên chính điện, nếu thuyết mỗi ngày tụi này phải thuyết 7 ngày chưa hết về cái gọi là tâm đề quả, nó rất là thú vị. Mình phải nói một chuyện đó là người bây giờ mình đoán mình có học phần biểu pháp mình biết một phần ấy, cái tâm lý và cái sinh lý của một người nó là ảnh hưởng của tâm tái tục. Nãy giờ tôi giải thích rồi, tức là mình tái tục bằng tâm đại thiện hợp trí thì mình sinh ra mình thông minh, và hỷ sinh ra mình vui vẻ, vũ trợ vô trợ thì mình sinh ra nhậm lẹ hay là chậm chạp nha. Nhưng mỗi cái đó đâu ra, do cái tâm nào hồi xưa mình tạo nghiệp. Như người ta hỏi bệnh siêu viêm làm sao kiếp sau sinh ra lành, tôi hỏi lành là sao, lành là lành hỗ trợ hay lành hợp trí khác nhau. Lành hỗ trợ đó, lành mà vô trợ là lành chanh, còn lanh mà của người mình là mà có trí tuệ nó mới là lanh lại. Bây giờ mình làm phước bằng tâm nào thì mai kia đó mình sẽ đi tái tục bằng cái tâm đó, bằng cái tâm quả mà tương ứng. Hôm nay tôi làm thiện bằng tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tức là tâm đại thiện thứ nhất, thì sau này tôi sẽ đi tái tục bằng tâm đại quả thứ nhất. Nếu bây giờ mà tôi làm phước bằng tâm đại thiện thứ 7 thì mai mốt tôi sẽ đi tái tục bằng tâm đại quả thứ 7. Mà đại quả thứ 7 là sao? Đại quả thọ xả ly trí và vô trợ. Cho nên là khỏi có nghiên cứu kia mà tìm tòi gì mà nó là như vậy. Tức là cái cách làm phước của mình bây giờ ra sao? Có nhiều người họ đi làm cực quanh năm, nghe nói mà đi lạc nguyên cứu trợ cho này cái kia, họ làm rẹt, những lúc làm họ không suy nghĩ hiểu gì. Có những người Phật tử mà họ là cư sĩ mà tôi nhắc đến họ bằng một sự thành kính, chứ cũng không phải là sự tôn trọng mà bằng sự thành kính. Ví dụ như vừa rồi chủ nhật cái chùa mình mà sư trụ trì và chư tăng tổ chức buổi lễ cầu siêu mà có hòa thượng lên đó, là cho thân phụ của giáo sư Bình An Sơn Úc. Giáo sư là một con người mà mình phải nói là rất dễ sợ, giáo sư đậu tiến sĩ, giáo sư có thể tạo làm rất là nhiều tiền, giáo sư đang ở bên Úc chứ đâu phải là, nói chung là giáo sư là một người có đủ cái điều kiện để tạo ra một đời sống rất là tiện nghi. Một giáo sư làm một chuyện một cái gì phải nhức đầu ăn rồi đó, dành thời giờ cho cái website internet. Cái gì nghe, cái gì nghe có hai chữ website cái gì tưởng bình thường, nhưng mà nó cực kinh thiên động địa trời long đất lở. Ông phải tổ chức trong đó nguyên một cái mình tạm gọi là một cái supermarket về Phật pháp. Tức là các vị trong đó quốc vị muốn biết về hình ảnh tin tức sinh hoạt Phật sự của Phật giáo thế giới ra sao là mời vô trong đó. Rồi các vị muốn biết là kinh điển của Phật giáo Nam Tông với Bắc Tông đã in, đã viết, đã dịch ra bao nhiêu rồi, cứ mời vào trong đó.
ngay cả mấy vừa mấy cái lần mà đi đăng giảng pháp ngài nghĩ phía Sư Huynh đi đâu, thì Sư Huynh đi đâu thì đem lớp pháp theo. Sư Huynh đâu có đi mà nước đều kẹt xe làm sao đem sách theo được, khỏi sách lớp pháp theo thôi. Có cái đĩa, tôi cũng có cái đĩa, để từ Viện Phật Giáo giọng đĩa vô, cái giống gì đừng có, cái sức chứa của nó bằng hai cái tủ của hòa thượng mình, cái sức chứa của nó bằng hai cái tủ, toàn bộ tăng chi tương ưng trường bộ trung bộ gì đó là nó vô trong một nén trong một cái đĩa như vậy. Và ai làm đó là cha nó làm, để có một người vợ là người gạo người thái, tôi quên là hoặc là thái mà rất là ngoan đạo, thì là cũng bỏ ra thời gian công sức mà họ bỏ ra như vậy, đời sau họ sinh ra vừa giàu có vừa đẹp vừa thông minh vừa khỏe mạnh nha. Còn mà nếu mình chỉ làm phước mà theo một cái quán tính, theo một cái quen vô cái vui vẻ thì bỏ ra, kiên nhiên thấy là không, thấy là nãy giờ phần lớn ai cũng bỏ 100 thì mình cũng bỏ 100, thấy nãy giờ ai cũng bỏ tiền lẻ thôi bỏ 20, thì mình chỉ làm theo cái kiểu mà Đức Phật nói đời có ba hạng: lấy pháp làm trọng, lấy mình làm trọng và lấy đời làm trọng. Lấy mình làm trọng là sao? Tức là cái gì mình thích mình làm thích thôi, đó là lấy mình làm trọng. Cái hạng mà lấy đời làm trọng là chú ý dư luận, mình làm nó mà có dư luận ok không? Nếu mà dư luận muốn mình làm vậy thì thôi mình làm, còn chuyện mình thích không thích này mà bỏ, cái feeling của mình không có màng, mình chỉ màng là được coi đời nó đánh giá gì nó sao. Mình làm mình sống nó theo dư luận. Tôi có quen một sư bạn, tôi quen mà rất là thành, ông làm gì nhiều chuyện ông thích, rất là nhiều chuyện, 70% công chuyện ông làm là ông thích. Mà vì sao? Vì sao tôi buồn? Hai người gây lộn nhau ông cũng sống cho hai người này vui. Mình ngồi mình nhìn nó thì người đó rất đáng phục, nhưng phải nói cái sống phù du á, mình ngồi mình đi chiều người ta đến mình chết, mặc dù mình sống mà thất nhân tâm quá thì nó cũng đói á. Nhưng mà cái điều mình chùi chiều quá, sống sao cho vừa lòng người. Cho nên là Đức Phật nói là trong ba hạng người có người lấy quá ích kỷ, hạng người mà selfish là lấy mình làm trọng, lấy cái feeling bản thân. Cái hạng thứ hai nó là lấy đời làm trọng, tức là lấy cái dư luận của thế gian. Cái hạng thứ ba là hạng mà Đức Phật đề tán dương là lấy pháp làm trọng, tức là mình làm những gì mình không mang đấy, mình không kể là thích hay không thích, cũng không mang là dư luận nó nói ra sao, miễn sao phải nó đúng với tinh thần chánh pháp. Cho nên là nhìn cái người chúng sanh, nhìn cái chúng sanh bây giờ đó là được trước Đức Phật nói trong trong tăng chi, cái sở hành ra sao thì cái chỗ tái sanh nó như vậy. Sở hành khuất lấp quanh co dấu giếm thì cái chỗ tái sanh mình cũng là khuất lấp quanh co và dấu giếm. Ví dụ như các vị biết thú rừng, trong thú trong rừng phần lớn là đều đốt đánh mình. Những ai mà trong đời sống gian dối nhiều, cũng tham cũng sân cũng si, nhưng mà thích gian thích dối nhiều thì sống dễ làm bàn sanh. Vì sao? Vì cái sở hành những con nó lãnh hay là lãnh trách, đọc đó mà phải là đọc nổi ốc á. Rồi Đức Phật nói này, các tỳ kheo, chúng sanh giới nào theo giới nấy. Giới tức là cái hạng, cái trình độ, cái class của mình, nó class nào thì theo class đó, group nào theo group đó. Cái người trí thì tìm người trí, cái người ngu thì tìm người ngu, người ác thì tìm người ác. Giống như những cái bè đảng của ông Balan thì nó cũng ác đức, nó làm sao đó phải đi gặp ông, nó mới kết hợp làm bạn bè, làm đồng đảng rồi. Rồi những người mà giúp đỡ, bà Mara Teresa Medina giúp đỡ Thánh Nhân đi, họ cũng là đồng chí, họ cũng mang tâm hồn với nhau. Cho nên tất cả, đừng thấy tâm điều quả nó là cái chuyện nhỏ, mà mình phải nói rằng tất cả những gì ta thấy hôm nay, tất cả những gì ta làm hôm nay hoàn toàn được gói gọn trong cái gọi là tâm điều quả. Nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Cho nên là cái vấn đề thứ nhất của tâm điều quả đó là tất cả pháp di tục, tất cả những gì ta làm, ta thấy hôm nay, tất cả những gì ta cảm nhận hôm nay, nó là một người mà học vi pháp và có hạnh thiện, mình sẽ thấy rõ rằng ở trong cái đời sống của mình và trong cái dòng đời tuôn chảy này, nó luôn luôn nó có hai dòng, một dòng nhân và một dòng quả. Dòng quả ta sửa không được, nhưng mà ta sẽ sửa dòng nhân. Mà Bồ Tát sửa nhân, chúng sanh sửa quả. Tại sao Bồ Tát sửa nhân là sao? Thấy cái nhân bậy của ta không làm, nhưng mà khi gặp quả nó người ta không cọc. Còn chúng sanh á, nhân bậy nhưng mà sướng thì làm, nhưng mà ta hỏi cái quả khổ không? Cái gì không tin tôi nói cho nghe. Bị giật, bị người ta giật chồng, bị người ta giật vợ khóc, nhưng mà giật người ta thì không sao. Khoét vách nhà người ta lấy tiền thì được, mình ta khoét vách nhà mình không chịu. Mình tát axit người ta được, nhưng mà ta tát mặt mình khóc. Mình bị mất tiền á thì mình khổ, mà ta mất thì không sao hết. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, là Bồ Tát nghĩ chuyện mình đó Bồ Tát nó làm, nhưng mà quả Bồ Tát cười. Giống như trong gia đình mình thôi, trong gia đình thấy là mang tiếng mẹ con gì chứ, nó cũng có hai nhóm rõ ràng. Con nít đứa bé đó chơi dao thì không cẩn thận mà đứt thì khóc, còn ba mẹ cầm dao cầm cẩn thận nhưng mà đứt không khóc. Mình thấy cái chuyện nhỏ đó thì mình đem từ cái chuyện nhỏ đó mình nghĩ ra chuyện lớn, trong đời nó là như vậy thôi. Mình là người lớn, cái cách cầm dao cầm kéo mình cầm lúc nào cũng cầm côn nữa, ngay cả lúc mình gọt cái lê đó táo lọt cũng khác nữa, lúc mình cầm đồ nóng cũng không khác nữa.
mà lỡ ngộ nhỡ mà bị ức hoặc bị phỏng, mình cười cười cần cần nó thì sao, nó làm nó khóa nó cầm cái dao nó lúc hồi đứa tôi từng gặp cái cảnh hai anh em giận dao vương thằng này nắm lưỡi thằng nắm cán kéo qua kéo lại cái hồi nhưng mà bà mẹ thì không, mẹ thấy tự ra thấy cầm nó con dao là bắt đập rồi, và trên đó là Bồ Tát sẽ nhìn cái thiệu quả. Cái vấn đề thứ hai, 15 tâm quả vô nhân, 8 quả dục giới, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc và 20 tâm quả siêu thế. Cứ nhìn vô cái này nhé. 15 tâm quả vô nhân, 8 tâm quả dục giới, 5 tâm quả sắc giới. Nếu cần bỏ chữ tâm đi, để là 8 quả với 15 quả vô nhân, 8 đại quả dục giới, 5 quả sắc giới, 4 quả vô sắc, cũng chỉ một chữ vô sắc vô tắc thôi, sắc giới vô tắc thôi. Đó như là còn 20 tâm quả gì thế? Có cô vô viết 20 sự hợp vô viết tắc à? Rồi tới họ viết xong về không nhớ. Cái chữ hai chữ hát là cái gì? Hồi hợp hung hít hối hả? Hỗn hào. Hỗn hển. Ông ổng thần của tôi nè, thần trí định của tôi nè, ông thần này. Đi học ngoài đường viết tắt, viết xong về đọc đâu có ra, kêu tôi với ông anh kế ông đọc gì trời viết không nổi, ông viết tắt tắt không à, rồi viết đã viết không vậy mấy chị ơi, sao tôi đọc không ra cái này sao kỳ mà quẩn viết á, ông nghĩ gì thương á. Đây đây 25 sở hữu họ 25 tình hảo, 2 hung phần, 3 tham phần. 25 sở hữu tình hảo nha. Mình nhớ viết tắt là 25 siêu huynh tình hảo.